trong thời gian đợi lô quần 2074 về á, em săn được một cái lô này nè mấy chị. Nhưng là bình thường không có mọi người, tiền ở không cũng không có tốn tiền, mà nay tốn chừng hơn 100 thôi, bữa nay tốn hơn 100 thôi. Cái quần mọi người có tin em ở trước mọi người, em đâu có dám lấy giải này em may đâu, giải này có 400.000 đâu có đâu. Cái xong bữa trước lên gặp chị thôi, bây giờ chỉ có cái này mà nó ít lắm, nhưng mà nó lẻ nhiều nữa, lẻ nhiều mã, có lấy không chị đưa đó, được mới nè. Trời ơi đẹp khủng khiếp, em mặc size M nè, thấy chưa, thấy cái quần này chưa ủi mấy chị, chưa ủi mà nó ra vậy á. Cái phong quần này nó mắc tiền lắm 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 luôn á, nhưng mà nó không có nhiều. Bữa nay mấy chị ráng tranh thủ mua được hàng nha mấy chị nha. Em chào chị Hân Ngô. Rồi mấy chị chấm bài tương tác hỗ trợ giùm em nha. Ủa hết gặp đơn rồi đúng không? Tôi 23 đúng không? Rồi nói mấy chị ở ngoài nhỏ nhỏ tí em. Rồi em chào chị Thúy Thúy nè. Chào Đốc Tính. Rồi nè tí nữa mấy chị săn mấy cái lô quần này là có 102 luôn. Có 102 luôn. Cảm ơn chị Hương Ngọc nha. Rồi em mấy chị. Ủa bơ mày con Phúc nè. Quá trời. Rồi tối bán đầm thì nó đưa sai, còn sai nó không đưa. Nón thì nó đưa cái, còn cái nó không đưa. Nón này còn không vậy? Mấy chị để em tặng cho mấy chị. Cái nón này có hai nón, nón mẹ với nón bé. Nón mẹ với nón bé ăn cắt hàng bơm ra nha mấy chị. Đầm mới vừa về cái chợt ngày hôm qua mà sao đưa hàng, để hàng kiểu gì mà nó đưa chuyện sai, nó không đưa hai sai. Xong bán xong tí nó còn sai nữa. Rồi cái này em bán cho mấy chị tặng nha, tặng nha, tặng tặng lấy tương tác. Dạ tí nữa đi mọi người, để em ngồi đây xíu rồi. Rồi em view cao rồi em Thảo làm cho mấy chị cái vụ này cho. Quần 2075 đẹp, đang may chị, đang may nha, may xong rồi. Tại vì cái này là của Thảo nên là hàng của Thảo là phải đợi may mới có, không phải là hàng lấy sẵn. Tại vì hàng đó là phơm của em, mọi người đi mua ngoài không có cái phơm đó đâu, nên yên tâm đi, em chỉnh hết rồi. Quần trăm mấy của mấy chị nhưng mà chỉnh còn hơn cả quần mấy trăm ngàn. Nón này còn mấy cái đây, nón mẹ còn mấy cái. Rồi nón mẹ, nón mẹ bữa có rồi đó, nón mẹ hồi bữa chị thấy phát hiện ra rồi đó, một bịch còn dư mấy cái á. Giờ tặng nón bé đi, giờ đưa đầu bán đó đi chứ. Sợ quá mấy bà này thiệt. Rồi mấy chị nón bé tặng em, tặng như trời. Nhìn nè, tặng 29.000 nón bé đi. Giờ em cắt đơn bơm ra trước nha mọi người nha. Đây giờ cắt đơn bơm cho cái ghế cái. Rồi đơn bơm cái này em tặng cho mấy chị quần xíu, em nói giá cho mọi người giật mình, nhưng mà mọi người phải tranh thủ mới mua được, không có nha. Buổi trưa hôm nay em like nhẹ nhàng lắm, ngồi chơi nói chuyện uống nước không mấy chị. Nè nón bé em nhận đơn cho chị Thủy Trần nè. Nón bé 29.000 thôi, kệ đi. Nón này hồi bữa mấy chị biết nhiêu tiền rồi. Rồi cháu nhanh giùm em nón bé. Rồi cho chị Út Thắm nè. Rồi cho chị Nguyễn Hoàng nè. Rồi cho chị Thanh Chân hai cái ha. Dạ ghi nón bé đi. Giờ em gom em thấy gì rồi em đưa đó mấy chị. Giờ hỏi nó dục té lẻ từ lưa hết trơn biết được mà. Trời ơi áo khoác mà bơm. Ôi trời ơi khoác. Dạ nón bé 29. Ok chị Thùy Dương. Không tối nay mới trận 99 còn giờ nói chuyện đồ làm tàm với lại sale. Có hơn 200 cái quần thôi mà toàn là lẻ không à. Rồi cho chị Gấm Lê, cho chị Trang Lê. Phải săn được cái quần ngày hôm nay nha. Nè có phát nè, nhìn là biết nhiêu tiền rồi đúng không. Nè tặng cho 110.000 đi nha. Phát 8 tặng cho 110. Em có con chút tịch không, hôm nay em có bán đắt này bán ế. Rồi nón bé chị Liên Trần, nón bé chị Trúc Nguyễn. Chừng nào nó kiếm ra cái nón lớn em mới dám bán chị. Trần Mai nón bé nè, Lê Phương nón bé nè, Trần Vi nón bé nè, Trương Nụ nón bé nè. Không có số em không nhận đơn nha. Em cắt bơm cho mấy chị phát sáng. Rồi cho chướng có phát sáng nè, ok. Đây cắt đơn bơm ra cái nha mọi người. Xong bơm đi rồi chuyện tính sao. Mà xong đơn bơm đi mà mọi chuyện tính sao nghe. Còn quần thì em like chừng được một tiếng đồng hồ là hết 200 quần đó. Khách của em thấy là nguyện liền. Rồi nè mấy chị, bộ đồ trời ơi là trời, 60kg thoải mái giùm em. Bộ vàng bữa mua không được đúng không, 79.000. Nón bé cho chị Hoa Trương. Em có số đừng lên bill mấy chị, em có số đừng bấm gì trơn á. Bây giờ bấm rồi em cũng đâu có biết giao cho ai đâu. Rồi bộ vàng bán cho cái gì ăn no. Ôi chuyện online mà đó là chuyện bình thường chị, chuyện thế thái rồi. Rồi bộ này bán 79.000 luôn nha, bộ nu 79, nu 79.000. À vàng 79 cho chị Cao Ý. Thôi nay em nay nhẹ đó, em định nghỉ nữa cơ kìa. Em định nghỉ nữa kìa. Rồi còn bộ sáng nè. Rồi 75.000 cho em ghi bộ dây 75.000 giúp em Thảo nha. Dây 75.000. Đây là chị nhỏ mấy chị, mấy bà xã nó mới nhiều, với mấy bà bơm thì cũng ít thôi. Rồi cho chị Mimi. Rồi lên giùm em là bộ dây bán 75.000 dây. Rồi đây coi lại gì.
gì đây nữa nè. À, Birama chị nhận một đồ quá tuyệt vời hả? Giao thiếu là thiếu như thế nào mới được? Là không có hàng hay như thế nào? Chụp hình gửi bill, thiếu là mấy chị không tính tiền. Sáu. Rồi Birama 60kg. Bộ dây, bộ dây có ai chưa? Dây 75.000, ghi giá tiền thì em để nha. Giá tiền thì Thảo để. Nè mọi người, bán cho bộ này luôn 80 luôn. Dây cho Trần Thảo Vi nhé. Rồi bộ Birama 80. Cái nón này có còn chưa? Xuất hiện ra chưa? Tàng là thấy vậy không à? Vậy mà bữa chị thấy chắc thấy đồ tàng hình hả? Rồi nón mẹ cho em xin nón mẹ 35.000 đi nha. Nón mẹ 35.000. Ê thằng bơm bơm, nó em cắt cho nó nha. Giờ mà đợi gợp lâu lắm. Rồi Birama để cho Vibon. Hôm nay like nhẹ nhàng thôi mấy chị. Em coi cho mọi người coi sơ sơ hàng của Thảo gồm những gì thôi. Chứ còn bây giờ mà like kỹ là tối nay em like cho nha. Áo này là 85.000. Hàng thun Mỹ nè, tặng 69.000 đi nha. Rồi nón mẹ em để cho chị Chướng nè, ok. Em nhận cái áo 95 hồi đẹp. Hồi không ghim được tức ghê luôn á. Chị Ngọc Chiếu nè. Chị ơi em nhận được áo 95 rồi đẹp lắm. Như áo em mới mua 250. Thảo nói đúng hay sai? Em nói lô áo 95.000 là một trong những lô áo mà mọi người phải áo vàng cho chị Liên Lê, quần tay tí Thảo lên nha. Quần tay tí Thảo lên. Nón mẹ nó giục ở đâu rồi mấy chị chưa kiếm ra. Rồi áo xanh 69.000. Áo này là áo giấu quần nha. Rồi xanh 69.000 giùm Thảo nha. Rồi cái này là gì đây? Rồi nu 69.000 luôn. Nu 69 dung nu 69.000. Xanh 69 nu 69. Em cắt hàng là bơm cái mọi người Dung Nguyễn Dung mỏ gì nè. Rồi xanh để cho Như Nguyễn nè, ok. Chứ thời gian ngồi em like như đây em like hết đống hàng mới của em rồi đó. Nhưng mà bắt buộc phải like hàng bơm chứ sao. Rồi áo vàng bán cho 69.000. Nu hai cái nè mọi người. Dung Nguyễn đồ ha. Em giục cái đứa gì vậy? Cái nón mới đem qua, cái đó là mới đem qua mấy bữa trước hôm nay thôi. Rồi vàng với nu bán 69.000 thôi. Áo nu cho bé đẹp nè, ok chị ha. Rồi còn nu với vàng, đây nè. Nhiều lắm mấy chị. Nón mẹ hết rồi, áo xanh không biết, không phải hết đâu, nó giục ở đâu. Đây là bộ lining của tôi nè, bà nào nhận được lining rồi. Lên áo 95 nữa ghiền hả? Còn có mấy cái hả, nhưng mà em đang đợi may lâu sau. Tại vì lâu trước, lâu đó là em thấy ít quá, em không dám like. Rồi nu 69 còn một cái cho chị Ngọc Cẩm nè, ok chị nha. Giờ like quần tây nè. Rồi bộ này em bán rẻ cho mọi người à, thôi kệ đi, 79.000 đi. Rồi size M á, size 1X là tương đương size M 55-57kg nha. Rồi bộ linen 79.000. Mới nhận áo khoác vải đẹp nha em, cảm ơn Bảo Hân. Giờ em cắt bơm đi mọi người, đừng có khen em gì hết. Cho em cắt cho nó xong thôi cái đã. À nhìn cái đầm nè. Quá trời yêu nghiệt dễ sợ, 100.000 đi. Size 28-29 mặc bao đẹp luôn. Rồi cho em xin đầm đỏ 100.000. Túi đồ chưa lấy đưa vô bơm. Đưa bà vô bơm đi. Đưa bà vô bơm cho rồi luôn đi nha. Rồi linen, linen, linen là bộ màu gì em đọc rồi em quên mất tiêu rồi mấy chị. Ghi ra mã giùm em đi ha. 79 em để cho chị Liên Lê nha. Rồi đây. Cái đầm này hôm trước chị em cũng chết rồi chị Liên Liên mà không biết Liên gì. Mà cái đầm này nè. Trời má ơi. Rồi đầm bơ tặng 100.000 đầm bơ nè. Bơ tặng 100. Chú quán gì đây? Thí Hằng, Thí Hồng. Rồi đầm đỏ cho Thí An nè, ok. Đất trời quá đất. Đây, đây 100 luôn đi. Bơ 100, đây 100. Mới nhận rồi Birama, hơn cái đỉnh luôn hả? Hơn đỉnh luôn hả? Không, bữa nay không có thời gian cho cắt bơm tiếng đồng hồ đi nha. Rồi đây 100 dùm Thảo luôn. 60-62kg, tại vì cái giải này là giải phun Mỹ, nó coi giãn nha. Rồi đỏ 100 em hết nha. Này em cắt bơm mấy chị đâu ra hoài vậy? Rồi đen cho Như Hồng thôi mấy chị săn đi nha. Kêu đừng vô bơm mà. Rồi nhanh. Bộ đầm hồng luôn. 57-58kg. Đầm hồng này đẹp lắm đó mấy chị. Rồi hồng 100 giúp Thảo nha. Hồng 100. Thằng bơm em tặng cho nó hết mấy chị ơi. Thằng bơm tặng cho nó xong xuôi chứ không muốn bán đâu. Đầm bơ em chốt cho chị Thủy Thủy nè, ok ha. Rồi. Quá trời không? Hồi bữa đúng dành chưa? Đúng dành của tôi không? Rồi nu nè, tặng 100.000, size 28, mặc vừa, 29, mặc vừa, 30, bon chen cho em. Còn màu gì vậy? Còn hồng cho chị Thanh Phương. Rồi nu 100 luôn, đó mọi người thấy bán nhiều lỗ ghê gớm không? Bộ dập ly không còn bộ nào hả? Rồi bộ dập ly, chắc khỏi quảng cáo hen. Rồi 100.000 luôn đi, 60kg thoải mái giùm em, bộ dập ly 100. Nu 100 đi mọi người, ghi giá vô đi, ghi giá vô giùm em. Nu 100 cho chị Thanh Xuân Võ Thị nè.
Ôi trời ơi, cắt nhanh mọi người, sao không lên được hàng mới, gạo dễ sợ. Rồi chốt giùm em hồng cần 100 luôn, cũng là size 27, 28, 29 bao vừa luôn á. Rồi đầm hồng 100 ngàn của em á. Đầm hồng 100 cho sức qua đây đi em. Dập ly 100 để cho chị Thanh Phương Trần nha. Để em lôi ra coi còn. Rồi áo này size lớn nữa, áo vest này tối khách dành nè. Này còn hàng không đây? Còn lẻ cái nào ở đây không? Rồi size lớn, bán cho mấy chị 145 ngàn phát này thôi. Phát một áo vest. Áo vest này ngoài thị trường không có nha mấy chị. Còn size gì nữa? Màu xanh đó size gì? Hồi ly hả? Không, em cắt thân bơm. Rồi, áo này còn nhỏ với lớn. Size nhỏ là size 2, à, khoảng tầm 29-30 đổ về mọi người nha. Rồi hồng, đầm tận trăm á hả? Rồi đầm hồng trăm cho chị Quỳnh Mai. Ok chị. Rồi 145 thôi. Rồi xong hết chưa? Hết hàng hết hàng chưa? Hết hàng bơm chưa? Trời ơi má ơi, nãy giờ mới cắt có mấy đơn mấy bà. Trời ơi thiệt, nãy giờ lỗ nhiêu tiền rồi. Yêu quá dễ sợ. Rồi mấy chị ơi, nó xịn nè. 60kg thoải mái giùm Thảo nha. Đầm trắng tặng trăm. Ai bơm em tặng hết 100 ngàn cho rồi. Áo vest cho chị Hồng Tiến nè. Ai bơm em tặng láng luôn, khỏi cần nghĩ ngợi gì hết. 60kg đổ về luôn. Đầm nu 100 luôn. Cái nào em báo ký thì mọi người biết là nó là phong mỹ, nó co giãn nha. Ốm hơn mặt cũng vừa, mà mập hơn mặt cũng vô. Vest cho chị Thơ Hồng nè. Đầm trắng cho chị Gấm Thu vest hết rồi. Đâu nữa? Rồi cái này mọi người đầm dập ly. Đến mùa đi biển rồi nè. Tới mùa đi biển rồi nè. Màu gì nữa vậy? Còn đầm màu gì? Rồi còn cái nâu 100 nữa. Nhanh được mua hàng bơm. Hàng bơm mua sướng lắm luôn. Rồi cho em si là dập ly 99 ngàn. Cái đầm dập ly này tới mùa biển mà em nói mấy chị. Rồi dập ly xanh 99 ngàn. Mày cho nó nhìn cái hàng để cái nào nó còn nói giùm chị cái. Nó đi như. Rồi đầm nu em chốt cho chị Kiều Quỳnh. Ok chị ha. Rồi xong. Ui em nhớ cái mẫu này nè, cổ đổ 155 hồi bữa em tặng mấy chị rồi, nhớ không? Cái sao bo thun. Cái này là gửi đi gửi lại khách hai lần rồi đó. Giống như cái bà kêu qua kêu em hoan hỉ bỏ qua đó, mà bơm mấy lần á, bơm rồi xong xin mua lại đó. Rồi dập ly em để cho chị Duyên Lê. Rồi cổ đổ 100 luôn, phía sau bo thun. Coi đây là cái gì? Đó không, cắt đơn bơm là mệt mỏi luôn không mấy chị. Cắt đơn bơm là mệt mỏi, dập đi cho cô hai, dập đi cho Bích Liên Hồ. Rồi áo nu mày hỏi nó đi chứ chị biết là còn á. Rồi đổi địa chỉ đây, đổi địa chỉ này nha chị Hồng Châu ơi. Rồi cho em xin mã nè. Trời ơi 145. Quá trời luôn, phát nu 145, dập đi cho An Thi. Phát nu 145. 60kg đầm lẹt lắm không mua được. Trời ơi hàng bơm mà. Đừng có nôn Thảo. Em cắt hàng bơm em là quạo hơn mấy chị đó. Rồi phát đen 60kg đổ về cho em xin mã 145 đen. Không có bán á. Quần thật nó mà em chưa, nó chưa kiếm ra. Rồi đầm hồng 60kg thoải mái giùm em. Bữa mặt rồi 62kg mặt cũng đẹp nữa. Rồi dây kéo phía sau hồng. Rồi tặng 100 ngàn hồng. Hồng 100. Trời ơi ai đóng hàng của đơn này đây, ai đóng hàng nè, nãy giờ ai đóng hàng mà chị thấy bọc cũng không thay cho chị nha. Rồi vest nu là cho chị Minh Thùy, vest đen là cho Ngọc Thi. Rồi áo hồng 69 ngàn áo hồng, áo phun mỹ á 69 ngàn áo hồng. Quá trời, bà nào mua được cái này bà sướng sướng tê buri luôn. Rồi đỏ 100, mấy chị thấy mấy người bán online phải chấp nhận hàng này không mấy chị? Rồi đỏ 60-62kg thoải mái, đỏ 100, tắt đen hết trơn rồi. Để em hỏi nó coi còn. Rồi tới mấy chị có mua. Rồi đậm hồng 100 cho Quỳnh Thoa. Tắt đen em Thảo hết rồi, đỏ 100 cho chị Nguyễn Lam. Áo hồng là cho chị Anh Chi. Rồi đầm trắng, chơi lớn luôn 100 ngàn. Đỏ 100 em Thảo hết trơn rồi. Để coi hai cái này là hai cái gì. Phát đen em hết rồi. Ôi, mọi người ơi, nó xuất sắc chưa. 60kg thoải mái giùm Thảo nghe. Cam 100 ngàn luôn. Rồi cam 100. Rồi trắng là cho Thảo Nguyên. Bơm đó tặng hết. Nó chùa lại đâu không chị. Nhiều khi em cắt không kịp thôi.
đó, mà 2-3 ngày là nó dồn nó ứ lại nhiêu đây nè. Rồi bộ vest biết giá rồi gì. Rồi 95.000 cho Thảo luôn nha. Bộ vest đầm đỏ em hết, áo hồng em hết rồi. Rồi bộ đen có hàng mới cả đóng cả lề không bán được, giờ bán cái thứ yêu quý này mà chỉ bất tử. Rồi bộ đen 95.000. Cái này như là cái đầm xanh đó mọi người, cái đầm xanh đó 2075 giờ hết size mất rồi. Rồi đầm xanh 99.000 cho Thảo luôn. Đầm này đi biển thì thôi, cổ sơ mi nhá. Bộ vest á K100 cho chị Kiều Thúy. Rồi xanh, xanh xanh vest 100. Có cái đầm cổ đổ nè mấy bà ơi. Nè đổ beo nè. Ta nói hả, lên tới chớp luôn. Phía sau bộ thùng. Quần 2074 hết hàng rồi chị ơi. Rồi vest 95, bộ vest đen rồi cho chị Trang Thùy. Rồi đi giùm em đầm beo 99.000 beo cho Thảo luôn. Quần đang mặc lên chưa, đang cắt hàng bơm không kịp. Nè bộ vest đen nè 95.000 luôn ơi. Rồi xanh 100 cho chị, xanh trăm còn đúng không? Rồi xanh 100 cho chị Nguyễn Văn. Beo 99 cho chướng già. Mệt ghê chướng, bực bội quá chướng. Rồi chớ giùm em nè. Đen tặng cho 95.000. Đen với vàng luôn hai bộ nha. Đen với vàng. Đen với vàng, không thấy mặt chị rồi đóng hàng vậy rồi. Còn gì nữa là danh dự không? Ta mở cái đầm ra. Rồi, vàng 99.000. Nè, cái hồi nãy beo còn cái này nữa nè. Váy beo hết rồi. Váy beo hết rồi, giống cái beo á. Rồi cái này mọi người nè, thấy không? Chạy móc tinh dày là ai mặc không vô hả? Ai mặc không vô? Trời ơi má ơi. Mã sang trăm đi nhá. Vest còn màu gì vậy? Vàng với màu cam chị. Rồi vest vàng với cam. Vàng cho chị Trần chống cột cho chị Kiều Thư. Vàng Trần Phúc Thành nè, vàng 99 là cái này nè cho Trần Phúc Thành nè. Đây VIP của VIP luôn á, dây tăng đơ đính hộp size 28-29 bao vừa. Rồi đầm trắng tặng trăm xếp đen 95 Thảo Ngô. À mã kia là mã sang, còn đầm vàng đúng rồi rồi. Mã sang là cho Hạnh Phúc Mong Manh. Rồi trắng trăm chưa hết nữa hả? Còn quá trời luôn hả? Còn bao nữa hả? Ôi trời ơi, lẹ lên. Áo ngực chiếc lá. Áo ngực chiếc lá. Thì giờ bơm thì không lẽ đi dục hàng đó mấy chị. Thì cũng phải dành một bữa like để like nhớ chứ. Rồi, chiếc lá. Ai mặc chiếc lá rồi. Rồi, 57 kèm xa chiếc lá. Hai cái áo này chắc biết giá rồi giờ. Cho nhìn cái giải nè mấy chị, cho nhìn cái giải nè. Đang cắt hàng bơm hỏi hoài quánh giờ. Ai biết bơm gì giờ. Rồi cặp 100.000 luôn ngay cho rồi nè. Áo cặp 100.000. Một cặp có hai cái áo 60kg vô tư. Giải của HM mọi người. Đầm trắng cho chị Dung Kim. Vàng hết trơn hết rồi, hết rồi. Rồi đây còn nữa nè mấy chị. Trời nó bơm gì vậy, nó bơm gì vậy. Yêu quái gì vậy. Áo cặp cho Phương Lâm. Rồi test. Thấy chưa à, cho em xin mã là test xanh. Bán cho 90 luôn đi, xếp xanh 90. Ôi cái đầm đỏ hồi nãy còn cái thằng mấy mũ Lê Thị Huệ. Úi trời ơi Lê Thị Huệ. Huệ ơi Huệ. Rồi size 27, 28, 29 bao vừa luôn đầm đỏ. Chiếc lá là cho chị Nguyễn Hạnh tính 57.000. Xếp xanh là cho chị Như Hồng. Rồi nha, đầm đỏ tặng trăm. Rồi chưa tính hàng xả này kia. Vậy đó mọi người, mệt lắm luôn. Chiếc lá 34, 36, 38. Rồi nhanh giùm Thảo. Xét này xịn quá, 100.000 luôn cho rồi. Rồi chốt giùm em xét trắng 100. Xét trắng 100. À cái đầm trắng hồi nãy còn cái này nè mọi người, cái đầm trắng hồi nãy còn cái này nữa nè. Còn một màu xanh nữa nè. Rồi bán 100 luôn á, giờ cắt lên. Chiếc lá với chiếc lá kèm size giùm em. Đậm dưới còn màu đỏ phải không? Rồi chanh cho chị Kiều Thúy. Chiếc lá cho chị Lê Thị Hoa. Rồi chiếc lá chị Lê Thị Hoa. Chiếc lá chị Mỹ Đống Ngô. Ờ cái gì sống sống sụn ba cái bụng là cái gì? Thôi đừng quan tâm kìa tí mệt quá. Giờ mình không có thời gian nhưng mà cũng phải làm thôi. Nó là nghề mà. Rồi xanh 100. Size 60kg đội thoải mái giùm em ha. Đây bộ đồ lining nè mấy chị. Xuất sắc. Bộ này ai nhận rồi biết đúng không? Rồi 55kg độ về em tặng cho 79.000. À xếp trắng cho chị. Xếp trắng có ai rồi? Cúc Non Ngô. Ai, đó.
Rồi đây, người ơi, đây là cái gì đây? VIP của VIP luôn. Rồi, 100.000 luôn. Tàu riêu đây, thảo toàn đẹp. Ai cũng bơm, ai bán hàng online ai bị bơm. Không ai không bị bơm hết. Bộ 79 là cho chướng nè, ok. Đó thì đang dơ bộ lining, thì ở đâu có lining đưa đây luôn đi. Đừng có đi ship đồ nữa, cái chuyện mỗi người một nhiệm vụ đi. Mọi người ai nhớ áo giấy không? Chiếc lá cho Trần Thảo Vi. Rồi, còn cái gì nữa? Còn xanh, à, set 100. Bộ 79 hết rồi. Chiếc lá Thảo Vi có rồi. Set trắng rồi, cam rồi đúng không? Còn màu gì ạ? Còn đầm xanh, xanh 100 cho Lily. Rồi nói thiệt, bán hàng này mà không có bơm là thánh thần. Nè Mỹ Tiên, Tiên Mỹ nè mấy chị. Ngày nào mà chạy vô xin sỏ này kia nọ, cho bán lại. Nè áo giấy nè, tặng giờ người một cái lộn xộn màu đi bán cho 50.000 luôn. Áo giấy là không đường nào không vừa hết trơn. Rồi 5 chiếc lá cho chị Nhàn Mai. Giấy em bán 50, khoảng chọn màu vậy đi. Vì áo giấy 50-65kg thoải mái. Ai mặc cũng được hết trơn, áo giấy nó mát. Hè mà chị mua thử cái áo giấy về mặc với quần đùi đi ngủ cũng vừa bụng. Đừng nói là hàng đi chơi nha, áo giấy là hàng đi chơi á. Nghiện đồ hả? Rồi, bữa đó thầu cơm hết đóng áo giấy nè luôn. Có còn đâu giấy nữa, cắt ra luôn. Nhiêu ký mặc cũng vừa hết trơn á. Đụng chị cái chạy á. Rồi giấy hai cái cho bà Trang đổ nè. Hai cái cho chị Ca Nguyễn mua hai cái đi mọi người. Khỏi mất công xả đơn hàng ra. Bán cho 50.000 thôi. Mệt quá. Áo min, áo min. Áo min, áo min. Xin cho đã. Chiếc lá cho chị Kiều Thúy. Mấy chị nghe em Thảo tư vấn rồi hãy mua nha. Rồi chiếc lá cho Thùy Dương. Giấy cho chị Thùy Dương. Giấy cho chị Nguyễn Tiềm. Nguyễn Âu, Quyền Phạm, shop yêu em. Giấy là cho chị Ngọc Cẩm. Chị kéo phía sau. Áo trắng rồi bán cho 70 luôn. Trắng với vàng 70. Phía sau có gì kéo. Trắng với vàng 70.000 dùm Thảo. Bao giấy cho chị Lan Đặng. Rồi áo giấy cho chị Tiền Nguyễn. Rồi trắng với vàng dùm nào bán cho 70 thôi đó áo mình đó. Rồi áo giấy Tiền Nguyễn có rồi phải không? Rồi áo đỏ 69.000 luôn đi. Trắng với vàng 70. Vàng 140 cho chị Thúy Hằng Larry. 55kg bộ bán rồi nè. Rồi 69.000 caro đỏ. Áo giấy chị mua thì tự động. Áo trắng 70 cho Hồng Hương. Đặng mua thì bạn sẽ để lên cộng màu. Lan tặng cho em một lần thôi. Hai áo giấy là cho chị Nhung. Bữa nay hàng dậy không đó. Vô mua là ôm hàng rẻ về xuống. Nhưng mà không có nhiều hàng như hồi tối thôi. Rồi mọi người. Rồi bán cho 130 nè. Quá trời quá đất. 60kg thoải mái giùm em. Giá là 255.000. Em bán cho 130. Chiếc lá cho Tăng Hương. Caro đỏ là cho chị Nguyễn Lam. Có xanh là cho chú già. Sắp xong rồi mấy chị, nửa đường rồi. Trời ơi, hết nửa tiếng hồ. Hai áo giấy cho Tí Hằng La Ghi. Rồi, hồi ơi là hời. Tết đen cho 100.000. Trời khoát 130 hả? Rồi. Cho Thảo xin là 65kg quay đầu nha, đen 95.000. Áo vàng của Minh nè mấy chị, áo vàng của Minh nè. Mấy chị, trời ơi, ở đây có hồi tối ai chưa coi được áo không? Mạng quay hoài à. Rồi phát. Hai áo giấy là cho chị Mỹ Đầy. À, set đen 100 cho chị Trinh Trương. Ui, em có bán cái gì mới mẻ đâu đó. Rồi bán áo vàng 69.000. Đã vậy còn bán lỗ nha mọi người. Rồi chiếc lá cho chị Thùy Dương. Nè, áo Hoàng Châu nhận về hết hồn hết dí cho. 65kg thoải mái, áo xanh 79.000 đi. Rồi xanh 79.000. Nè áo giấy nữa nè. À Mỹ Tiên, mọi người mệt Mỹ Tiên á, Mỹ Tiên ơi. Mỹ Tiên xin xỏ Thảo. Mỹ Tiên lại lục Thảo. Đây là gửi đi gửi lại đó mấy chị, nhận cái áo phát đẹp thiệt nha. Chị mới vừa 1.000 cái kìa. Trời chị nói vậy, nên nhập thêm không Cầu Đan? Là lấy cái áo phát của nhà Biên Nguyễn nó phát màu á. Chiều nay nó về nửa nhà nữa nè, không biết chỗ đâu để. Áo gì còn màu vàng 69 đúng không? Xanh 79 em chốt cho chị Nguyễn An. Giấy thì bốn mấy bốn màu chứ sao bà già. Cho chị Cửu Hồ. Còn xếp gì nữa? Trời ơi cái lô Viên Nguyễn nó xịn. Hả? Cái vàng chứ. À? Cái
Còn áo vàng cho chị Su Su. Nè cái đầm hồng hồi nãy cái đây đẻ ra cái nữa hai cái. À, xem like dân nghiện vô vô. Rồi, xét tối nay có xét cao cấp về mấy chị tối nay coi nhá. Rồi cho em xin mã là Bi Nguyễn á. Áo của Bi Nguyễn, cái áo khoác màu của Bi Nguyễn. Rồi đưa cái hồng cầm nó đưa đây. Màu hồng nha, màu hồng buổi tối á. Hồng tối nay á. Rồi đầm hồng. Size 28, 29, 30 mặc bao đẹp luôn. Đó, Xuân Lanh nè, à, sướng chưa? Hồi bữa dành giật chi. Rồi, em có kinh nghiệm rồi. Bữa trưa thư thả em không ngược nghỉ mấy người lên phải like hàng này. Áo khoác đẹp, dây kéo cũng chất lượng, hàng của Bi Nguyễn sỉ ở trên thị trường 199. Ai không tin Thảo đi ra chợ sỉ mua thử đi. Đặc biệt là khách sỉ ở đây có mấy khách sỉ của Thảo nè. Đi ra chợ sỉ hỏi đi. Rẻ là 199. Áo giấy mặt nhẹ mặc như không mặc hả? Áo khoác hồi tối có màu đen chắc đẹp lắm Thảo. Dụ tôi hen. Rồi khoác xanh 130 cho Thảo luôn. Nha, khoác xanh 130. 60 ký thoải mái. Rồi xanh 130. Này ai? Miharu. Đã tên dễ nhớ rồi mà còn quên nữa mày. Rồi, cái áo hồng công nhận em nói em bán 139 mà hồi tối này mọi người cơn bão Zalo, sáng nay em ngồi em đọc Zalo cười bò luôn. Hỏi sỉ của em. Em nói giờ em có sỉ mua online. Ý là mấy có một số sỉ lớn người ta ổng có coi muốn coi mua trên online lộ thông tin. Hỏi giờ kêu em bỏ sỉ cái đó em nói thôi em bán độc quyền không sỉ xé vậy trơn. Rồi phát vàng 130 giùm em, phát xanh cho Thương Lê. Rồi vàng 130. Đây khoác này nè. Em nói em bán 139.000 mà. Trời ơi. Thiệt. Không phải em bán 139 nó là 149. Mạng yếu lắm hả? Kêu Hào vô nó lắp cái coi cái mạng lại kìa. Tại bây giờ đây là cái kho mới của em, tụi em chưa có hoàn thiện á. Quần em mặc giờ thời gian đâu bán cắt bơm trước đi rồi tối tính sau nha mọi người. Đây ạ. À. Ôi là trời, 139.000. Ba size mà lỡ teo. Nhận hàng đi rồi mấy chị xỉu nha. Chưa ai biết hàng này đâu mấy chị. Tại vì ông ai nghĩ nó là 139 nên chắc chắn không ai biết là nghĩ là hàng này đang bán cho mấy chị sẽ nghĩ là hàng Việt Nam lên. Đúng không? Em không chơi hàng Việt Nam nhưng hàng Việt Nam lên thì nó cao giá mọi người. Rồi, cái chất của nó khiếp, phát hồng mờ lỡ teo 139. Em sẽ bán cái hàng này giống như một cái kênh quảng cáo của Thảo luôn nha. Rồi XL cho Thu Thảo. Ba size mờ lỡ teo. Làm hàng không chưa có đường đi. Rồi. Phát hồng nó có size đó, mã size giảng gì nè, muốn mua size nào mua, muốn lấy size nào mình cũng vừa. Rồi, XL cho Lan Lê, M cho Như Nguyễn. Rồi, XL cho chị Thúy Hằng La Ghi. Hồi tối do khai trương mà, Trần Nhi giờ em lấy cái mã này làm quảng cáo luôn, Trần Nhi XL nè. Nếu nhận về không phải cái túi này, nhận về không phải hàng Hoàng Châu. Mạng yếu xìu hả? Gọi điện giùm cái kêu không thấy thì gọi điện. Rồi, L là cho chị Thú Quỳnh. L cho Quỳnh Mai. L cho Khoa Trương. M cho Đẹp Quỳnh. Em sẽ lấy cái mã này tại vì em còn nhập hàng về nữa mà. Nguyễn Thu không có số bỏ qua. Chị nào không có số đừng lên bill. Trời ơi, cái gì? Hôm nay hôm mạng yếu áo dài. Coi live stream giùm em. Hồng một ít là cho chị Thùy Dương. Rồi, Hồng L cho chị Mimi. M cho Cảnh Tú Quỳnh. M cho Nga Lê. L cho Nghĩa Lê. Rồi XL cho Giang Lê. L cho Trần Giàu. Rồi L cho Lê Thị Hoa. Rồi hai cái XL cho Thạch Vari. Rồi hết XL chưa? Không. Rồi hết XL. L cho Kim Thu. L cho Nguyễn Thu. Rồi vậy còn mở L thôi hết hàng. M cho Tuyền Nguyễn. Thảo mặt xem mở mấy. Vậy thì giờ Thúy Anh. À, tới chị chi 60kg vô mặt đó mấy chị, 60kg cao có 1m55 à. L cho chị Bích Liên Hồ. Rồi M với L giúp em nhá. L cho chị Dương Thùy. Nó giảm 70kg nó cũng giảm. L cho Thu Thảo. L cho Kim Oanh. L cho Lan Đặng. Ở mặt M. Ú là chờ. Chị Thùy Dương L. Đừng có... À, trời ơi. Một ba tính. Bởi vậy mới nói là dùng mã này để chạy quảng cáo đó, quảng cáo thương hiệu, quảng cáo tên tuổi, giống như là bán thương hiệu đó mọi người nha, bán thương hiệu đó mấy chị nha. Rồi mấy chị thấy vô, trời ơi, nó đỉnh.
Em đang ăn cơm mà có đủ ăn phở hoài chị Lily. Chị Hằng Quỳnh ok chị ha. Ăn lờ. Hai nhận hàng về không phải bạn Châu, em cho người tới nhà lấy hàng về, không phải 139 là phải để bán để ăn tiền mọi người. Ăn ở đây là ăn gì? Ăn cái tiếng mọi người. Rồi cho chị Mỹ Lệ nè. Bởi vậy chị nói em sao gan, em có nhiều khách mà em dám nhập mấy ngàn cái, 4-5 ngàn cái áo khoác vậy. Làm sao bán hết được mấy chị? Một mã mà 4-5 ngàn cái mà em nhập độc quyền luôn, tại vì cái giá này thì độc quyền được. Em có thực sự em có ế em cũng chấp nhận luôn. Trời ơi. Đừng có ghi chữ dòng đơn, em cảm ơn. Ghi bình thường dùm Thảo. Rồi cho chị Nhã Phương áo hồng CL. Mấy chị mua hàng mấy chị ghi, lúc cần ghi dài mấy chị ghi ngắn, lúc cần ghi ngắn mấy chị ghi dài. Mua hàng comment mã là được rồi nha. Trong một like không ai mà tự nhiên tách ra hết trơn á. Size M cho chị Ngân Vuông nè. ML XL 3 size. Mới nhận được tao nói nhất cái nó. Ờ Lobby Nguyễn còn dữ dội nữa. L cho chị Diệu Linh. Quá trời quá đất tôi rồi. 139. Em lấy riêng màu hồng này để chào quảng cáo cho mọi người. Rồi hai size ML. XM hết rồi. Rồi XL hết rồi. Em còn M với L. Size M là nhờ chị Chi 1m6 55 1m55 60kg mà mặc size M còn kéo giãn được. Ải nên nó giãn. Em nói nếu mà làm giải này chắc tôi nghĩ mai chừng size thôi, mai chi mà lắm size thế không biết. Rồi em ghi chắc là nó ôm dáng cho nó đẹp ha, chứ thật ra là size đâu quan trọng nữa đâu. Dạ M với L, ai comment đúng mã em đọc tên nhá. Rồi các đơn bơm tiếp nè. Ha, tóm cho bà Lương Thị Phượng đó, tên mình à, không có trùng tên thì đừng có bơm bơm người ta đọc tên xấu hổ chết. Xấu hổ chết. Hai size M L em nhắc lại. Em M cho chị Tiên Hà, cái bạch của nó đâu? Nè, áo công sở hàng của Mưng nè, hàng của Mưng nè. 60kg giùm em nha. Rồi bán cho 69.000. Bởi chị nào mua không được là chốt giùm em áo đen 69.000. Rồi chốt nhanh giùm em áo trắng. Trời ơi là trời. 57-58kg trắng 69.000. Rồi cái này hình như là đồ bộ mấy chị. Như là đồ bộ đó. Trời ơi xuất sắc chưa. Rồi bộ hồng 79.000 cho Thảo. Khoác em mờ em chốt cho chị Tiết Kha. Đen em chốt cho chị Như Hồng. Rồi cho em xin mã là hồng, bán cho 7 mấy ngàn, 79 ngàn. Mới nhận đồ vải đẹp lắm chị, cảm ơn, cảm ơn. Cắt xong đừng bơm cái. Còn áo màu gì? Dạ đen hết rồi đúng không? Còn cái trắng là cho chị Nhã Phương. Áo khoác đỏ M là cái áo gì vậy? Là cái áo gì mới được? Rồi, bộ đỏ giùm em. Khoác L em chốt cho chị Nhung. Khoác L cho chị Nhung. Bộ hồng cho chị Nguyễn Bền. Hết hồng. Ủa hồng nó còn đó mà tại nó không được. Rồi đỏ 79.000 mới nhận hàng áo khoác vải đỉnh chất thật sự lót tịnh vải đẹp mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Trúc Võ. Đây, bộ hồng sơ mi. Size 2 S60, 62, 63, 65kg luôn. Rồi, bộ đỏ 79 trăm anh ráng đủ đơn nha. Ráng nha, thôi để chi cua thêm chị Phúc Khoan đi. Rồi sơ mi hồng bán 79.000 hàng bơm. Rồi giống vậy mà màu sen bán 79 luôn, giải lining á. Sen 79.000 cho Thảo luôn. Rồi đen 79. Chưa mở ra cho. Sen. Đỏ hết rồi đúng không? Còn màu gì vậy? Còn màu gì vậy? Sơ mi hồng. Sơ mi hồng với lại màu đỏ với lại màu sen. Sơ mi hồng, đỏ và sen. Áo khoác size M 2 cái cho chị Ngọc Ngà. Ngọc Hà size M 2 cái nè. Rồi với bộ đen 79.000 cho Thảo luôn. Mới nhân áo khoác đẹp lắm luôn. Đó, nó đó. Rồi đen cho chị Quỳnh Hồng Hoàng Anh chứ là sơ mi hồng cho Văn Thúy. Rồi còn bộ sơ mi sen nữa thôi. Rồi sen cho chị Thúy Quỳnh. Rồi chốt đen giùm Thảo nha. Đen em bán cho mọi người đen này với giá 79.000 ba rẻ dũng sinh. Để chị Trúc Võ. Bộ lining của người ta 90 mấy ngàn. Rồi bộ vàng giùm Thảo luôn. Nhìn nè. Bộ vàng. Ngay cái chân luôn, đừng có đi đâu hết trơn. Còn cái bào vàng đó là sao? Khác hả? Đâu đem lại đây coi khác chỗ nào. Đem bộ đó với bộ này cho cái một cái khác rồi. Hả? Có khác không? Tới bước đó rồi. Rồi vàng tặng 79.000, 557kg linen.
Da như não nha. Đây còn bộ nữa nè. Trời ơi mấy chị coi nè, mấy chị coi nè, u là trời. Bộ vàng cho chị Lan Hà, bộ vàng cho chị Thoa Dương. Rồi thảo ớt vàng. Sốt phát chưa? Rồi cam. Mấy lát mua đi mấy chị, cam 79.000. Cam 79.000, quát tay mờ cho Đạt Nguyễn nè. Quát tay mờ cho Đạt Nguyễn 139. Em bán hàng tả mọi người, tối nay mình cứ sao nha. Giờ đừng có nôn. 99.000 nè, bán 79.000, 60kg thoải mái giùm em nha. Cho em xin là bộ lập thể. Nhìn nè, bộ lập thể 79.000. Lập thể mới mua phát hồng 200 mấy ở shop, giờ thảo bán 139, tức thiệt. Nhìn có giống không? Nhìn có giống không? Rồi sơ mi cam chốt chị Phúc Phan, lập thể em chốt chị Cao Vẹn, lập thể em chốt chị Hồng Đào. Cam hết rồi, cam hết rồi, cam hết rồi. Lâu lâu phải cho xả chứ cứ để giữ lại trong người miết mấy chị. Thứ yêu nghiệt đó nó nhiều vô lắm. Rồi cho em xin mã là mẫu mẫu sang đi nha, bán 75.000 sang. Áo hay mặc mẫu cho coi. Rồi lập thể cho chị Mỹ Châu, lập thể cho Chuông Tuyền. Sơ mi cam em thảo hết rồi, còn lập thể không? Rồi hết lập thể rồi mọi người, cam hết rồi. Bộ riêu 55-57kg. Rồi áo sang 75.000 cho Hoa Trương. Rồi áo sang lưới 75.000. Cổ vuông sang là cho chị Thu Thủy. Sơ mi xanh cho Hoàng Diễm. Đây, tắt xong rồi. Mình còn 2 tầng nữa xong rồi. Những hàng quần thôi. Lẹ lẹ lên, lẹ lẹ lên. Phát hồng tay mời chị Thu Phạm. Khách mới mua thử một lần đi. Bộ ghiêu em hết rồi, ghiêu hết rồi. Rồi sang cho chị Hân Võ. Mua thử một lần trong đời đi nhá. Rồi áo xanh 79. Áo xanh của Milan. Rồi áo xanh size 28-29 vô tư dùm áo xanh 79.000. Rồi vàng 79.000 cho Thảo luôn. Xanh 79 với vàng 79. Chuẩn không? Dây kéo sâu nha. Rồi xanh 79, vàng 79 với mã. Ui, cái nào mình nãy còn cái màu đen nè. Mấy chị kéo lên 800 view đi, em lên cho mấy chị thêm một cái khoác giống vậy màu xanh. Ồ. Rồi riêu em thảo hết rồi. Áo xanh cho chị Thấm Nguyễn. Sắp xong mấy chị thấy không? Trời ơi, dồn cả tuần lễ vậy đó. Là tối em cắt mấy cục mấy. Rồi xong chưa, chuẩn bị tinh thần. Áo vàng cho Hạnh Trần ráng đủ đơn nha. Nè còn cái đầm đen bơm 100 nữa đi. Rồi xong, mua rồi ghiền hả? Ừ mua thử đi, có ghiền không? Rồi đen, sao đầm đen cho em. Nè kim nhanh nè, sướng không? Trời ơi là già. Rồi còn mấy bộ này nữa là nghỉ nha để mình lên vườn cây nha. Cái lên đi, cái lên 800 view thôi, không cần nhiều lắm đâu. Rồi xanh em hết rồi, bộ đỏ 55-57kg linen 95.000. Mua thử một lần sẽ nghiện. Mấy chị đẹp quên. Rồi đầm đỏ, đầm đỏ nha, bán cho mấy chị đỏ 79.000 thôi. Đen nó bơm nó đâu ra hoài, mấy chị nó bơm cái hai, bơm miết thêm chết em. Bộ đầm đó em bán 300, em bị bơm 5 cái đó, mọi người thấy nãy giờ em bán 5 cái rồi đó. Rồi bộ xanh linen luôn, bộ xanh bán cho mấy chị 79.000. Bộ đỏ cho Kim Anh. Rồi cho em xin sổ kéo view lên thiệt luôn hả. Rồi bộ xanh 79.000 luôn. Mấy bộ, 4 bộ nè. Phát hồng L để chị Mai Văn phát hồng L. Chuỗi em đeo 7A39A3 nhiêu 23.000. Rồi bộ xanh cho chị Su Su, bộ xanh cho chị Nhã Phương. Áo khoác đẹp lắm chị mới nhận được. Bộ xanh cho chị Úc Phan Hồng, bộ xanh cho Hạnh Trần làm hết xanh. Rồi đen mấy bộ. Rồi đen 2 bộ, 55-57kg thôi. Không biết có ghiền không sắp thảo được cùng sáng không rồi chị này. Rồi bộ đen, đen đen. Bữa nay like ngồi nói chuyện uống nước trà rồi chơi mấy chị mới mua áo khoác đen xong giờ màu xanh nó đẹp xỉu luôn hả. Rồi bộ đen cho Liễu Thủy nè. Rồi đen còn bộ hết hàng. Rồi đen chị Lan Thúy Mai. Tính mua thử áo dài giờ nghiện luôn. Cảm ơn mọi người. Vậy em mới có động lực để em làm việc chứ, đúng không? Chửi là cho chị Thương Lê. Mọi người thấy em bán hàng, em chỉ có ngầu với mấy đứa này thôi. Nó làm hàng loạn xạ, em chỉ nó làm em la nó thôi. Còn mọi người thấy em bán hàng với một cái tư thế
thậm chí những cái người mà họ thấy đồng nghiệp hồi xưa của Thảo họ cũng có ý nha, họ nói với Thảo là chỉ họ bán hàng. Em mới nói là không có cái gì để chỉ cả, họ cũng không có thành công trong cái nghề này. Em chỉ thành công là mọi người bán hàng, đương nhiên em bỏ sức ra đúng, làm nghề gì cũng phải bỏ sức, nhưng mọi người thấy em bán một cái tâm thế thoải mái nhất có thể không? Chẳng màu mè, chẳng có gì hết, chẳng có phải diễn giải, chẳng có kiểu mà lố lăng hay là trang điểm mất ít đó. Giờ bán đồ vô thử áo dây vô, lại cái tóc vô, son cái màu vô, đồ vô đen ngồi hết, khỏe khoắn lắm luôn. Em chỉ cực là tính toán công việc tiền bạc này kia nọ, nhân viên đóng hàng này kia thôi, hoặc là mẫu mã thôi. Chứ còn vô nghề em rảnh lắm mấy chị nha, em ngồi về em bán tự nhẹ nhàng. Có nhiều khi là em hơi cực là em phải thử mẫu, em muốn thử chứ không ai ép em thử hết. Em không thử khách em cũng mua. Em thử em đứng cho mọi người coi cái phơm. Đó thì có chị Nguyễn Hường nè, năm giây chủ cho Đoàn Chi nè. Em mới nhận áo khoác đầm đẹp lắm chị Thảo, cảm ơn Lưu Hoàng. Nè bộ cam bán 79.000 hết chưa? Rồi. Bộ hồng còn bộ. Mọi người thấy em bán khỏe không? Khỏe lắm. Bán nghỉ nhiều bữa bán mỹ phẩm em ngồi tí xíu em bán mấy chị mấy trăm đơn hàng. Rồi cam cho chị Bebe. Nhưng mà em là không có chịu ngồi yên tại chỗ. Rồi, chốt giùm em Hồng. Đồ của em ok. Không phải đồ ok không mà được mọi người. Không phải ok xong mà được đúng không? Rồi Hồng có một bộ này cho chị gì em mới đọc tên á. Lan Thí Mai. Rồi đỏ được 2. Xe 79.000 cho hết. Chuỗi 23.000 à. Chuỗi này em lấy trực tiếp. Chuỗi này đừng kêu chuỗi chầm nha mấy chị. Thì nó là gỗ chầm thì móc chứ. Chầm làm gì có chuyện chầm mấy chục ngàn hay mấy ngàn. Chầm mấy vài triệu. Rồi đỏ cho chị Bebe. Em nè. Đồ gỗ nhà em cả trăm triệu. Em mời đơn vị mới bị chửi xong. Rồi chị Misa đỏ nè. Cho Thanh Xuân Võ Thị đỏ nè. Rồi hết chưa? Bộ này hết chưa? Đưa bán 79.000 luôn đi. Rồi vậy ồ 8.5 rồi hả? Quỷ yêu hả? Rồi bộ hồng. Trời ơi nè, bộ này còn sót lại mấy bộ mà không phải sót, em mới nhập về lại. Mấy đứa nó mới vừa cắt hàng hôm trước, em like đâu kịp đâu mọi người nhớ không? Rồi bộ hồng bán 79.000 luôn. Cho hết hàng đi qua mẫu mới. Trời lên áo phát xanh nha. Bán thiếu hả? Ok luôn. Hồng là chị Xuân Thu Võ Thị. Hồng cho chị Hồng Nguyễn, hồng cho Nhã Phương. Rồi hồng cho Pha Dương, hồng cho Pha Tương. Rồi hồng, đỏ hết rồi. Hồng cho chị Hằng Quỳnh. Rồi hồng, hồng cho Út Nhà Chợ. Đêm hôm qua không sao được sáng cái áo phát, vé đẹp quá hết rồi, Kim Hùng ơi. Hồng cho Ngọc Huệ, đủ đơn nha mấy bà già. Hàng xã quen bít lắm mấy chị, hàng bơm bít lắm, hàng xã không à. Màu sữa, Vinh Thảo luôn, sữa 20... mạng yếu hả? Trời qua đây mạng mình nói rồi đó. Chuỗi là 23.000, giống trên thị trường đó. Cảm ơn chị Văn Tuấn thôi kệ đi. Vậy em cảm thấy em chỉ mất sức thôi chứ còn tinh thần em thoải mái về cái việc kinh doanh lắm, về việc nói chuyện ở đây. Chất lượng làm nên thương hiệu, cảm ơn chị. Không phải thương chất lượng không, em còn nói một câu như thế này, còn cái cách phục vụ nữa mấy chị. Rồi chị Trang Thùy nè. Sửa cho chị Nguyễn Ngọc, sửa cho chị Trang Nguyễn. Em có mua một cái tiệm vàng, em nói thiệt với mấy chị là em mua vàng nhiều lắm, không phải là em giàu. Nhưng mà em cứ mua rồi em đổi, em mua rồi em đổi. Ai bán vàng cho em lờ lắm. Mà có cái thằng quỷ đó trời ơi má ơi vô hỏi. Cái là bà vợ đó thì rất là dễ thương. Vô tới rồi yêu nghiệt á. Hỏi anh lấy cho em coi cái này. Anh cho em coi cái này. 30 giây xong. Trời. Đúng, có thể cần. Chính xác. Em nói thiệt cái tiệm vàng nó đông đến mức không chỗ đứng. Và em ngồi em suy nghĩ. Hồi trước kế cái tiệm vàng đó có một cái tiệm nữa, em mua vàng cưới ở đó. Kế cái tiệm đó có một tiệm cũng y chang luôn. Tới thời điểm này mấy chị không có một bóng xe đi vô. Mà em không hiểu làm sao mà cái người đó có thể đối xử với khách hàng như vậy. Bây giờ em không tin luôn, em không tin làm sao mà người ta làm như vậy được. Còn chị vợ thì thấy em vô, em ơi thì có thể chị cũng nhận ra em thì ý là em mua cái này em đeo vài bữa em lại đi đổi cái khác thì đổi mình đâu có phải xin đâu, đổi người ta cũng ăn tiền lời mình, người ta cũng lấy tiền mất tiền công rồi còn mất thêm vài trăm ngàn tiền chênh lệch đúng không, mà đâu có xin đâu. Bữa mẹ em vô tôi đòi mua, em vô đúng 2 lần mà cái chị vợ đó là chị đang bận nên là anh không có, mẹ em kêu là mày vô mày đổi cho tao cái nhẫn, em nói thôi mua đi mốt con đi chỗ khác bán rẻ lại cho. Em ghét á, ông nói là tại vì bà mẹ cũng muốn mua để thay đổi Tết á mà. Cái đi vô.
anh cho em coi chiếc nhẫn. Em đi hết chợ đó không trả lời, em đi, em quay trở lại, em nói mẹ em chị bác bà muốn mua nữa, thôi cố một lần nữa, đi vô tiếp một lần nữa, anh cho em coi chiếc nhẫn đó, không trả lời lần hai. Em nói dù đẹp như thiên thần đi chăng nữa, em nói bây giờ có thể bán được, em không biết ngày mai có thể làm hay thật luôn. Ôi bà, em thị sự bị tổn thương, mình là khách hàng mà cũng giống như mấy chị vậy á, nó không phải phục vụ tốt đâu, tí rồi không phải đồ đẹp đâu, ok mấy chị, còn phải cách phục vụ nữa chứ. Coi người ta rẻ rúm quá, nếu nào mua đồ hay. Ai hỏi ai vô shop em kêu hay. M với L XL 145 ngàn. Khiếp vào ghê giật mình không? Trời, mặc áo khoác bán 145. Lấy tiền thảy vô mà. Em không có tiền, nói thiệt em không có nhiều tiền như mấy chị nghĩ đâu. Chị đừng có nhìn bề nổi à, tiệm vàng à, chảnh. Em hay mua BB&G không? Cho chị mượn ra chân á. Hay là cho chị à, không bị điếc không nghe. Nó không hề quan tâm chứ điếc khỉ vậy. 4 chỗ chị Thiên Hoàng mở cái gì, mở tiệm vàng kế bên luôn. Có xanh L cho chị Kim Thu một cái luôn à, L cho chị Mimi à, XL cho chị Thiện Tập Thiên Hoàng, hỏi nào coi. Trời ơi, vô hỏi nó không chìm lại cái L của chị. Rồi XL cho chị Siro, XL cho chị Trần Nhi. Em không dám rủa nhưng mà em nói là làm vậy rồi sao. Cho chị Đẹp Trần. Thôi tới cả không nổi á. Rồi em mời cho chị Nga Lê, em mời chị XL chị Chi Nguyễn nè, L cho chị Ngân Bình màu xanh. Rồi XL chị Khoa Đoàn, M Mỹ Lệ, chị Mê. Rồi cho chị Thanh, cho chị Quỳnh Hoa XL. L cho Thanh, Thanh Lan, L cho Phiên Lê. Tôi khoái với các chị. Rồi, kéo nhanh dùm em, 145. Sỉ không ra, Bích Liên Hồ L nè. Dạ, đủ size mà lỡ teo. Bán chạy quảng cáo luôn. L cho Siro, L cho Quy Nguyễn. Rồi L cho Lan Lê. Đừng nhìn mấy bà online, mấy chị lên bài nổi không mấy chị. Nhiều khi thấy xe hơ đồ lên voi vậy chứ ở trong ruột vẫn tách ai biết được. Em mờ ấy không? Em mờ cho chị Quỳnh Vi. Mấy chị không cần canh theo size đâu, mấy chị cứ mua đại đi. Tại vì thật ra bản thân mấy chị còn thích ôm, mấy ông ôm mà nó thiệt cỡ nào nó ôm nhẹ nhẹ vô người. Cái giải này nó ngộ nghiện lắm. Rồi em mời cho chị Hương Ngọc. Ủa bộ đồ còn mấy bộ nữa đây đâu. L cho chị Trần Giàu. 145L cho Hồng Nguyễn. Cái gì? Mới quần đang chuẩn bị bán. Đang chuẩn bị bán. Ba size mà lỡ teo 145. 170. Vậy tiệm vàng đó muốn đóng cửa không? Vậy mà vẫn làm ăn rất ok nha, đông lắm. Đông lắm. Tại bà đổi vàng chứ đeo sơn. Không, mặt đơ đơ vậy á, giờ cho ăn bạc tí teo. Chở teo còn 80 kg, mặt cũng vừa nữa, nó ôm vậy á chị nè. Giảm 20-30 kg mà. Em mời cho Đinh Thị Xuyến. Buôn bán nhờ cái miệng không? Em nói bình thường chứ em đâu có. Chị định theo em buôn bán nhờ cái miệng chị. Nhờ nhiều thứ lắm chị ơi. Rồi Hồng Nhiên. Rồi chị Trương Hạnh. Em biết em cảm ơn chị khen em, đừng khen như vậy. Cho chị Ngọc Điệp. Em bán vì thương hiệu, vì chất lượng, vì uy tín, không phải vì cái miệng. Rồi Phan Giảng. Rồi không dồn thì xả đơn. Rồi chào Giảng hay Giảng. Bắt đầu cái Giảng quá Giảng. Rồi cho Phan Thanh Tâm. Kéo 1000 view lên tôi lên màu đen liền. Tôi giữ vậy đó, tôi thích vậy đó. Tôi có nhiều màu lắm mà tôi thích vậy đó. Rồi bộ hồng. Em xin hồng đi, xe 79. Bữa nay em bán hàng sale, mọi người đừng có hỏi em bán hàng gì hết nha. Trời ơi, tôi cho bà coi cái quần của tôi mặc. Thiệt, có cái xỉu luôn. Cho cái quần của tôi mặc nè mấy bà. Ôi là trời. Trời ơi, mấy chị có tin 135 ngàn không? Để tính cho coi cái giải. Quát em mờ. Quê chị mà buôn bán với thái độ đó. Chủ tiệm vàng không có chịu. Em cũng biết sao không? Em thấy ở đâu cũng vậy chứ mà sao cái chỗ đó nó làm ngon lành. Rồi chị Ngọc Thảo có, Thanh Trầm có nè. Ngọc Thảo nè, Thanh Trầm bộ hồng. Chị Thúy Hằng Quỳnh bộ hồng. Xanh L cho chị Yến Trần em. Rồi hồng cho Trang Lê nè. Hồng Trang Lê, hồng Hương Võ. Nguyễn Diễm lên liền số điện thoại giùm em. Áo khoác L cho chị Đinh Hanh. Hồng cho chị Hương Loan. Chứ em biết chứ mấy chị có tiền không có tiền
hồng cho Nguyễn Nhi, rồi hồng cho chị Đinh Thị Xí. Đi biết chị nói em chảnh mà em quạo là vậy đó. Rồi hồng cho Túc Nguyễn. Còn cái nữa. Rồi vàng vô đây luôn cho nó xong bộ này đi. Ghẹo gan không bánh. Ờ ghẹo vậy đó. Ai dính vậy à. Tức lát chưa. Phát xanh em mờ cho chị Diễm Tina. Chỗ ta còn cái đống mà ta không lên, nó lên hai màu vậy đó. Hồng cho Chi. Ồ hồng còn không? Hết hồng rồi hả? Cho Chi Hương. Rồi lấy vần đó bán luôn đi. Ủa quần này hàng gần 500 ngàn sale bà nội ơi. Không phải hàng ấy đâu. Đi cho coi. Rồi cho chị Nguyễn Nga màu vàng. Rồi xong. Còn hai bộ vàng. Bộ đen luôn nè. Vàng cho Quỳnh Vi, vàng cho chị Đông Quách. Bộ lining mà bán giống như kiểu mà cho không thiếu phong á. Tặng không chứ lộn không thường người cho nhá. Mấy chị bỏ tiền mà. Rồi đen. Rồi đen đi 79 luôn. À, ngày mai hả mở cái đen chị Trâm Quỳnh. Mấy cái này nó cũng biết chứ đâu phải em luôn. Ngọc Thảo nè. Phát xanh XL cho chị Ngọc Linh nè. Đen cho Quỳnh Vi nè. Đen cho Kim Anh nè. Cái gì? Nói chung em Thảo vẻ đẹp nhưng nhiều người biết mua đúng nhầm sai cãi. Cãi lên. Ok chị Nguyễn Diễm. Chị nói là ngưng lại để chị lên cái quần. Nhưng đây trên bàn thôi đừng lên lên nữa. Rồi bộ xanh. Rồi xanh em chốt mấy chị à. À 79 ngàn xanh hai bộ. Màu sữa. Phát xanh em mời cho chị Tuấn Dương. Năm nay 57kg thoải mái giùm em. Hàng like nền bữa không có like rồi. Rồi bộ sữa. Bộ đen còn không? Đen hết rồi. Đen em hết rồi. Còn xanh hả? Rồi xanh cho chị Kim Hồng. Xanh cho chị Thanh Trân bộ 95 bữa bán đó. Rồi hồng cho Kim Hồng. Cho Chi Dương hồng với cam là một luôn á. Cho Tâm Quỳnh. Rồi cho Hằng Quỳnh. Rồi. Rồi cho chị Ái Việt Huỳnh. Cho chị Trúc Võ. Rồi cho Chi Hương. Rồi bộ chị mà. Không giờ em lên like cái đã em coi size gì em còn chưa nhớ size của nó. Rồi cho chị Quỳnh Thi. Cho chị Hương Hoan. Rồi còn bộ nữa anh. Rồi bán của... Cảm ơn chị Tú Quỳnh Nguyễn. Thôi em không đọc bình luận nữa đâu. Rồi còn cái sữa nữa, bộ sữa cho chị Nhã Phương. Hay còn bộ đỏ nữa. Giờ gắn nút vô em nha. Rồi đỏ 79 ngàn. Rồi cuối like đi còn mấy bộ em quốc bữa nay. Em mới đầu lên định like quần. Rồi em ngồi em suy nghĩ nói. Hồi tối này em cũng giật bữa dữ quá rồi. Làm bữa hồi tối này lên. Vậy tối này ngồi chị mấy. Mà toàn là mẫu chạy số lượng không. Bây giờ nhẹ nhàng tí ha. Đỏ chị Kim Hồng. Rồi đỏ, đỏ mấy bộ, đỏ ba bộ nè. Đỏ, tại vì đây là lô thứ hai của nó. Rồi tạo bữa không bán được á. Rồi cho Hằng Quỳnh. Có thời gian đâu. Phát xanh L cho Lệ Lê Chân cái. Rồi đỏ cho chị Trang Nguyễn cái hết. Rồi quần ML 1X2X hả? Thảo đang mặc size M. Không có L một cái gì. Tao nói hồi nãy nó đưa tao size M. Trời ơi mấy bay cãi gì dùm bày ba bay. Em cho mọi người coi cái chất cái mọi người. Em nói 135 nè, đem gom hàng nó lên đây. Nguyên cái lô này là của một người quen. Họ đưa riêng cho mình mẫu luôn. Thiệt sự gần 500 ngàn cái quần. Không phải là em nói mấy chị mua thì em có hơn 100-200 cái thôi. Em không nói thì em mặc lên mọi người cũng mua. Mà giá 135 em không hề quảng cáo. Nhưng mà em nói chị em mình ráng mua được cái quần này cho Thảo nha. Ráng mua được cái quần này 2074 không là cái đinh gì giữa hàng này hết trơn. Nhưng không thể mang giải này được mấy chị. Em này nó mất tiền quá chịu không nổi. Rồi quần kèm size giùm em 135 ngàn. Vì đây là lô sale. Sale ở đây không phải là vì nó kiểu mà bị lỗi vì gì. Có nghĩa là một mẫu á. Hàng Tết á mọi người. Cái còn có 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 ri, 2 ri, 3 ri. Rồi cho chị Kim Hồng size M là của Thảo mặc. Rồi còn L đổ lên. Đó, mỗi mẫu nó chỉ còn có 2 ri. Thì họ đưa cho Thảo nó thôi để cho Thảo bán. Kiểu mà thật sự mấy chị sướng luôn á. Một ít cho chị Cao Vẹn. Rồi L cho chị Dương Nguyễn. Em mờm hết rồi. Em mờm hết rồi, thiết kế đợi tối mới lên chứ giờ này. 2L là gì Nguyễn Mãi Xó em. Không hiểu là mua 2 cái quần L hay là mua 2X đâu. Lượm cái quần lên cà. Bách eo cho chị Nhiên em Lê. Rồi L còn cái nào không? Nè L còn cái cho chị Nguyễn Phụng. Em mờ em hết chị. Còn nó không? Rồi còn cái M nè.
còn cái M cho đẹp Quỳnh, L cho chị Hồng Nhung, rồi hết còn cái 2X nữa hết, 2X cho chị Dung Thúy là em hết, em đang mặc size M của nó. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, trời ơi xuất sắc. Rồi đen này đen gì đây, đen là đâu hồi ơi cái quần má ơi, ý là em mặc vô coi mặc vừa không á, thấy chưa em kêu rồi mà cái quần đi mua đâu ra. Rồi đen lên size 135, bởi vì em kêu là lâu này like là em định để riêng á. Rồi 2014 chưa có hàng. Rồi đen kèm size, mới nhận mấy cục hàng 10 triệu nè, hôm bữa comment không thấy tin nhắn, sợ mình không có 2-3 lần ai kêu. Đen mời cho Kim Thu, chị Thu à. Rồi ủa cái này ghi size cho chị chưa, size gì đây? Đang mờ không chị? Đang mờ hả, cho Huyền Trân đen em mờ. Đang mờ không hả, không có size khác hả? Rồi đen này có mờ không? Đen mờ cho chị Thu Hoàng Quỳnh. Không, này nó không có size khác rồi. Nè mấy chị ơi, cái chất của nó fit lắm luôn. Rồi đen em mờ cho Ngọc Hà. Rồi không có đen size khác rồi mấy chị ơi. Làm gì còn chị, chậu ông. Em mời Mỹ Châu. Đó, em nhờ em lấy được hàng nhiều, lâu lâu mấy chị thấy em có mấy cái lô gớm gớm. Rồi cho Minh Chí đen mờ, Kim Hằng đen mờ, Nguyễn Thúy đen mờ. Rồi Mai Thị Thiện đen mờ. Rồi còn cái đen em mờ cho chị đẹp Quỳnh. Rồi, cái cuối cùng là để mấy chị ngắm cái cho nó xuống cái nư cái ạ. Thanh Trân. Trời ơi, đỉnh của chết chưa? Từ trong bọc đó. Rồi riêu M, riêu L hả? Rồi riêu M, riêu L. Thảo đang mặc M nè. Trời ơi, cái quần. Trời ơi, thấy gì chưa? Trời comment quá trời, đâu ra nữa bà nội. Hết rồi. Còn tí còn nữa nha. Rồi cho em xin là riêu M, riêu L 135. Rồi cho chị xin cái đen ống tấm luôn, bán sale luôn. Riêu L là của chị Thùy Dương đó. Đen mờ cho Bibom. Rồi hết. Riêu còn mờ thôi. Đó thì nó còn rớt lại một vài size, một vài size. Trời ơi, từ trong bọc của mấy chị. Hết rồi, riêu còn mờ mà. Còn 2-4 chưa về. Chỗ may mấy nay em hối còn hơn hối giật. Chị Liên Nguyễn riêu M, chị Lâm Anh riêu M. Rồi hết rồi, hết L rồi. Còn mờ thôi à. Riêu M cho Bình Minh. Nó còn lẻ không mà mấy chị. Cho chị Nguyễn Thúy riêu M, Bình Minh xé 1 phiếu à. Rồi còn cái riêu M cuối cùng hết hàng. Rồi còn màu gì? Ba cái này lẻ hết hả? Để coi nu size gì cái. Ủa nu, cái lịch size của nó đâu rồi? Ủa nu chưa để em kiếm. Nu một ít. Riêu M còn cái hả? Không cái. Cho chị Thúy Nguyễn là hết. Rồi, cho em Thảo xin mà mã nu. Nu một ít một cái. Cái này cũng là riêu, để coi riêu gì. Riêu một ít. Nu một ít cho chị Nguyễn Hà 135. Rồi. Riêu một ít cho Thảo luôn. Riêu một ít. Hết rồi. Riêu một ít một cái. Đang lấy nè. Rồi còn cái cuối màu trắng, để em coi size trắng size gì. Trắng size M. Riêu một ít cho Ngọc Nhi. Rồi còn cái trắng size M. Trắng size M là hết. Không nó, trời ơi, có nhiều đuôi cho em hết rồi đó. Trắng M chị Kim Thu là hết nha. Cái nào M nè. Rồi quần này còn size gì? Quần này còn size gì sale luôn. Bữa nào chị nào mua hàng này rồi, thả cái tim cho mấy chị Kim mua nè. Rồi. Đen kèm size giùm em. M là L, size M là 27, 28, 29 mặc 3-4. Có độ coi giãn quần giống như quần tây ăn đông, như kéo bên hông sale mấy chị 105.000 luôn. Nghe cái này bán khen gọi đầu, không biết nó ra sao mới nhận xong gọi liền, thật sự quá đã. Tên với người tóc. Thế giờ giờ thì tin bà rồi nè. Thì chị mới mà. Rồi còn nữa kìa, nó bị lẻ, nó nhiều lắm nhưng mà nó bị lẻ. Vậy là bị. Rồi bán 110 luôn nè, cho chị Nguyễn Phụng đen sao L. Ủa, bán 110 cho mẹ năm. Rồi đắt ơn nội bán riết rồi. Rồi XL cho Bạch Liên luôn, đen L cho Nu Kim. Rồi XL cho chị Ngọc Anh Trần là hai cái XL đúng không? Thôi cái like này nhẹ nhàng mà, đừng có bình tĩnh đi. Rồi cho chị Huyền Trân, cho chị Đinh An, cái lợi chị Đinh Thanh. Rồi cho Sang Sang Lu, cho Hoa Trương. Cái quần này có độ co giãn. Rồi chị Dung Kim,
Rồi chị Thúy Thạch. Ý là cái quần này 150.000. Trời, mà tại bây giờ em mấy số lượng khủng quá em chạy luôn á chị. Size L cho chị Lan Trần. Quần này trời ơi trời, mấy bạn mua cho tôi rồi mà giới thiệu cho mấy. Nha, em mặc size M. Nhưng mà quần này thì nó lại có độ co giãn đó chị. Mua đâu ra? Rồi, cho chị Bình Hoa, cho Hồng Tăng, cho Lan Thanh. M là size 29 độ về nhưng mà thật ra 30 cũng giảm tới à. Rồi cho chị Gấm Lê, tại quần này có độ co giãn mạnh. Cho chị Nguyễn Quân. Rồi, cho chị Hồng Nguyễn. Quá trời quá đất rồi hả? Này là biếu luôn chứ bán gì nữa. Cho chị Tiên Lê. Rồi ML XL lên đơn. Ống ôm dễ mặc lắm, mua về muốn phối chung với cái gì phối. Rồi size L khỏi cần suy nghĩ nhiều. Rồi cho lại Ngọc. Lại Ngọc Lan. Ok cho Mong Manh. ML XL, quần này co giãn gần 5-7kg lận, đừng có lo. Quần này không phải là quần ống ống quần tây mà nó dạng là quần thun. Nhưng mà em làm y như quần tây, dây kéo bên hông cho mọi người luôn, chiếc band hai túi. Cho chị Kim Hồng. Kim Hồng bán 1.500 thôi. Rồi cho chị Thơm Nguyễn. Rồi cho chị Lão Phan. Rồi cho Đinh. Cho chị Tiết Đinh. Rồi tí mấy giờ rồi? Trời mới có mấy giờ mà tụt view rồi. Mạng kém quá hả? Đó, nó đang cắt hàng lẻ ra, lẻ nó nhiều lắm, nó đẹp nhưng mà nó nhiều mã lắm, nó không phải một mã nên Thảo mất thời gian lắm. Cho chị cái ống ống bát màu bò đó em. Rồi XL chị Liên Trần lấy được mấy cái. Trời 105.000. Tên Thảo mua thử một lần về về nhà phối chung với mấy bộ vest cũng được. Rồi cho chị Dừa Sáp nè. Cảm ơn chị Dừa nha, năm ngoái tặng em đồ á. Nhớ nè, giờ mới nhớ nè. Ok chị Kim Thu nghe. Đây cái quần nè, có quần nè mấy má. Bởi vậy bữa nay hả? 32 một ít vô tư. Tại sao nó quần út là trừ, út là trừ. Thấy chưa, thấy 135.000 thôi. Biết nói chuyện không? Bởi vậy em nói low sale nó vậy đó. Cho chị Phúc Trần. Rồi vô để coi size gì đó nha. Để con coi size gì, cái size này size 1 ít rồi. Rồi cho Chi Nguyễn. Rồi cho Bảo Hân. Ống bát đen hình như còn mấy cái đó. Rồi màu nu kèm size. Nhìn cái quần nó dí xỉu luôn. Bán có 135 thôi. Ok chị Trần Thị Đầm. Size 30, 31, 31, 32, 33 đều mặc được size 1 ít. Cái quần của nó coi giãn. Bò có 1 với bò 2 à. Nè hàng mấy trăm ngàn họ phải thay bọc. Có mấy cái họ thay bọc hết. Họ không có để thương hiệu lại. Nu 1 ít cho chị Cưỡng Hồ. Rồi 135. Nhận đồng về lần tưởng tượng không ra luôn. Coi like coi like. Nu 1 và nu 2 dùm Thảo nha. Thấy cắm quần là thấy nổ cái đầu rồi đúng không? Nổ luôn cái đầu. Rồi nu 1, nu 2. Bùi Thị Hồng gọi hết like xử lý đơn cũ giùm em. Nu 1 là cho anh Nguyễn. Nu 1 cho chị Rin Rin. Rồi còn cái nu 2 nữa thôi. Rồi còn sao gì nữa? Ống bát màu trắng còn không? Ống bát màu trắng còn mấy cái đưa luôn. Đen này chắc size bự rồi đó. Đen còn size 2 không hả? Đen còn size 2. Bò còn bò 2 và đen là đen 2. Đen 2 tương đương với size 32. 32. Rồi không, giờ còn 2 không à. Quá trời, có 135 mà. Chị không phải học 35, hàng này em nói rồi nha. Đó, nó chỉ rớt size lại. Xong người ta đưa cho Thảo thôi. Chứ là có thể là người ta không đưa, người ta để đó, người ta mai bổ sung size cũng được. Nên em mới nói mấy chị là sau Tết á, là em đi chỉ đưa cho em luôn này để em kiểu mà mừng lắm nè. Rồi nu 2 giao chốt cho chị 11 nu 2. Rồi 11 nu 2. Đen 2 cho Tăng Gia Xin, đen 2 cho chị Nhiên Em Lê. Đen 2 cho Hạnh Phúc Mong Manh. Đen 2 cho Bạch Liên. Đen 2 cho Thương Lê. Họ về họ bổ sung size có sao đâu, mắc gì họ phải bán teo. Quen lắm nên họ đuôi vào. Rồi Thương Lê có rồi, Bạch Liên có rồi. 32 á. Không phải có một phiếu trùng á, nhìn tên chưa. Còn đen 2 thôi. Đen 2 là cho chị Yến Ti. Đen 2 cho chị Rin Rin Trần. Rồi hết nha. Ê nó đẻ ra được cái M.
Rồi đen em M size thảo mặt á. 28 29 được. Rồi đen em M. Đen em M, đen M. Này có đẻ nữa đen M. Đó nên là bỏ xỉ tới 100 mấy về shop toàn bán 3 4 500. Em nói 3 4 500 là vì sao? Để tính thì mặt bằng. Rồi đen có đẻ ra được 8 M. Nu 2 cho Yến Ti. Đen M cho Học Cẩm là hết. Đẹp dữ không? Một cái hả? Rồi nâu xanh mờ mọi người thấy em thấy cái quần ngứa mắt không, ứa gan không, nâu em mờ vậy nên là nhiều khi mà họ bán không mọi người nói sao người khác bán thì lâu lâu mới nhận được người khen, mà họ bán là khen đáo khen để khen gì mà ngày nào cũng đọc bình luận khen ghê vậy. Một là người ta quý em, hai là thật sự người ta không tin vào những gì người ta đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Nô em mờ chết cho chị Thu. Rồi nô mờ cho chị Thu. Trắng xe gì? Rồi trắng xe 2. Em mặc hết, em mặc thử cái form thôi chứ nó lẻ 8.997 mẫu. Chị bắt em mặc từng mẫu, em không mặc là vậy đó. Không, bình thường em vẫn mặc thôi. Hôm nay mấy trăm quần rồi, mấy chị em mặc xong rồi em đi luôn. Em đi rồi em không về nữa đâu á. Rồi, cho em xin là trắng size 2, 135. Trắng 2 cho Thương Lê. Mặc theo size chứ không phải theo ký chị nha. Mặc theo size. Trắng 2 còn trắng 2 thôi. Rồi, xám còn size 2 luôn. Trắng 2 cho chị Hữu Tình Tôn, là size 32 á. Rồi, hết trắng. Còn xám, 135.000, hàng bơm, không phải hàng bơm. Hàng, ví dụ em nói mấy chị nghe nè. Người ta mai, à giống như 2074 của em vậy đó, giờ nó còn sót lại mấy size là vậy đó. Rồi nên là ví dụ em đang bán 175 nhưng mà nếu muốn thanh lý lại mà lẻ size như vậy thì bán giỏi lắm cho 100.000 là giữ đó, vậy đó. Vậy cho mọi người hiểu nó hơn ha, chứ không mọi người nói sao vậy, sale rẻ vậy, không phải đâu. Nhưng mà cũng phải có mối hệ người ta mới đưa, còn không người ta tự bổ sung size. Ví dụ như cái này còn size 2 người ta sẽ may một ít, người ta cắt cái size 2 lại, ta không may 1-2 vậy đó, chuyện nó thành một ri. Rồi cho chị Yến Ki là 62. Còn cái xám 2 nữa Thảo hả? Rồi cái này là cái bò 2 nè. Rồi bò 2, xám 2 cho chị Phạm Hoa. Rồi còn cái bò 2. 2074 hình như còn màu nu quá em. Đưa 2074 màu nu đây, treo đây nè. Ở đây nè. 2074. Xám 2 hết rồi, 2014 175. Rồi cái này là bò 2 giúp Thảo nha. Rồi bò 2 được 2 cái. À đưa xích cái cây lại đây. 82 em Thảo hết rồi. 82 Thảo hết rồi. Đây 2074 82 hết còn bò 2 thôi. Nhìn đọc coi phải. Mấy chị ở nhà mặc size nhiêu nói cho em biết thôi, tự em lấy cho. 2074 còn mỗi màu nu. Chiều nay hy vọng là sẽ về đủ màu cho mọi người. 2074 là quần ống này nè. Mặc lần đi mọi người. Từ học sinh, sinh viên đứng đó đi rồi giật tay xuống. Bò size 2 là cho Yến Ki, 2074 là 175. Còn cái này là 135 cho Yến Ki nè. Đây, 2074 nu kèm size. Màu M cho Bảo Lương. 2X cho chị Thùy Dung. Giờ hết hàng rồi, mai không mất tiệc. Giải phải đúng người ta mới mai. Đây, quần lấy bọc ra gớm. Ở nhà mặc 32 thì nói 32 nu kèm size. 2074 kèm size giùm em. Ở nhà mặc size mấy thì ghi size mấy giúp tạm. 32 cho Hữu Tình Tôn là 3X nè. L cho Phúc Lê. M cho Thủy Nguyễn. 1X cho Bích Thí Lê. M cho Thúy Hằng Quỳnh. Nè bò 2 chị Nguyễn Mãi đỡ riêng nè. Rồi L cho Nu Kim. 3X cho chị Nga Thu. Bò 2 em Thảo hết. L cho chị Hương Loan. Màu đen chắc còn lâu mới về, mai không có kịp. Rồi chị Hồ Hoa size 1X. Nu 2074 size 3X cho chị Thanh Trân. Màu đen em hết rồi. Màu đen mai không kịp mọi người. Đang mai 2075. L chị Võ Chẳng. 2074 nó giờ rủ là nhiều bán hết nhiều. Giờ nhiều bán hết nhiều. 2048 còn size gì? Còn xám. Xám ở đây nè. Rồi size L chị Gấm Lê. Rồi size M chị Thủy Hà. Xám còn size gì? Đứng đó tao đọc size gì dục ra chứ còn mắc gì.
Size 3X cho chị 11 màu nâu. Size 3X cho chị Lê Nguyễn. 2074 nhận rồi trên cả, tuyệt vời, chắc phải tới phơm luôn. Cảm ơn chị Thiền Lâm. Chị lấy em bán khỏe không? Em giới thiệu một khách, em giới thiệu tới 10 cho em. Hôm nay Thảo không ghim được mấy chị. Quần này 175 chứ làm gì 135. 8L còn không? 8L cho nu kim. Em không đủ hàng nên em đang đợi. Bây giờ nay mấy chị hỏi mà em không dám like nhá, tại vì nó rớt sai rồi. Mai không có kịp mấy chị ơi. Rồi 8 ghi 1 ít còn không? Rồi cho chị My Hà Hạnh. Nu size M cho Lâm Ngọc Thắm. Màu đen hồi tối còn 20 cái, khách lấy rồi, khách lấy hết trơn rồi. Bữa giờ cả tuần lễ nay ai hỏi cứ kêu hết, đâu dám nói còn đâu. Canh me bà tối, tối nay có kiếp, tối nay có kiếp, đừng có ngon, đừng có ngon. Đi coi cái pin ấy mà giờ nói ngọng em nói vậy á, tứ vừa. Dạo này em đang tập trong hàng bán hàng mọi người. Bán hàng kiểu Wisdom á. Ngày nào tối hàng nào cũng coi tới sáng. Wisdom á. Ở đâu ra vậy mà tối chưa hết, bây giờ tự nhiên đưa tao nữa vậy. Đó là nhà tối rõ vàng chưa hết nha. Rồi 8L còn không? Cho Quyên ở nhà mà xoay máy cho xoay máy. Chị Minh Lê lấy màu gì vậy? Rồi xám với teo cho chị là Mai Xuân. Màu xám tay teo cho chị Dân Hà. Này cái quần đó nãy của ai kìa. Chưa, để em mặc cái này để em canh lại size cho mấy chị xem. Tại quần này không phải của em bán nên nè. Em thảo sợ là nó không đúng cái size. Xám size 30 cho chị Hồng Thắm. Nu size L cho Hồng Nhung. Xám size M Vi Nguyễn. Xám 32 cho Nguyễn Như. Mấy chị cứ ghi size ở nhà mặc á, đừng quan tâm tới em có size gì. Còn em la không còn em im. Để em coi cái quần này nếp canh size M mặc là size M tương đương với 28. Quần An Đông thường nó chuẩn size, em sợ quần hot tin á. Đây chính xác luôn. Chị em sợ quần hot tin thôi. Nói rồi sắm cái tay chi, gắn cái móng tay chi, giờ con người không biết là con người luôn, không còn cảm giác yêu thương luôn. Đây phải mặc lên cho mọi người coi chuẩn chưa nghe, ok chưa? Rồi mờ là một cái thay ít đúng không? Đó lô sale mấy chị. Cha vào gọi cho chị Lâm Ngọc Thấm, em gắn móng tay nên cái tay em giờ nó không có cảm giác. Bà Nguyễn Sinh, con người vô kệt. ML XL từ size M cho tới size 1X, mấy X ta? Tới 2X luôn á mấy chị, tới 2X. Về nhà gắn mem nha mấy chị, đừng kêu em gắn cho mọi người. 135 lô hàng sale á mấy chị nha. Đây về gắn vô đây, em mặc size M. Em mời chị Bích Tiền. Còn màu gì không đưa chị luôn? Size 29, màu gì vậy Hồng Nhiên ơi? Bờ size 2 cho chị Nguyễn Như. Rồi giờ tôi mở ra không được, thiệt khổ tâm tôi. Rồi size 2 cho chị Nguyễn Như nè. Em mặc size M, 28 rồi M. Ý là nó ít, em mặc thử coi nó chuẩn size không à. Bờ M cho chị Quỳnh Nguyễn. L cho Kim Anh. Rồi 1X là cho Ngọc Anh. L cho Nu Kim. Rồi bò kèm size. Mấy cái hả? 135 ngàn á, bởi vì em gom được mấy trăm cái á. Bò 1X là cho Bích Thí Lê. Có cái lên 1X nè. Này mấy đây đây. Này 2X rồi. Rồi bò 2 chị Nguyễn Mai. Má hồi cái dạy luôn không? Xuất sắc không? Này bò 2 chị Nguyễn Mai. Bò 1 hết, bò 2 cho chị Nguyễn Thắm. Bò 2, bò 2 cho Đinh Hoàng. Rồi bò 2 cho Thảo Trần Dương. Rồi em mời cho Vi Tùng Vi. Rồi một hả, hết rồi, còn L với 2 thôi. L là 29. 2 chị Tăng Gia Sinh. Rồi hết rồi đâu, xem lại nó bà già. Hết rồi, hôm trước Thảo giao cái quần ống bó xem ngò mặc vừa đẹp lắm. Quần 2014 mặc size 30. Không nha, quần ống bát mà. Quần ống bát là quần nhờ không mà chị. Còn cái quần ở nhà chị mặc size 30 thì chị nói em 30. Mặc quần size 1X thì nói 1X gì đó. Bò 28 hết. Bò 33 hết. Bò L cho chị NT Hòa. Còn bò 2X nữa là hết rồi, 135.
quần 2074 em hết hàng rồi. Màu màu xám với màu nâu á. Bà hai chị Tuyền Nguyễn nè. Rồi là thảo lớp nha. Rồi giống vậy mà màu đen. Thấy chưa? Còn mấy trăm ngàn đó trời. Dễ hơn 2074 nè. 2074 là hàng thiết kế thì kiểu mà cỡ tầm trung vậy là quá ngon rồi. Còn này thì em nghĩ là mua quần này với 2074 là ngang giá luôn đó chị. Không nổi. Không nổi mua được này. Để vậy để em có hàng em lấy size hàng sale cho. Rồi, quần này em có size 1. Quần này có 1 với 2 à, đen 1 đen 2 thôi. Đen 1 tương đương với size nhiêu ta? M là 28, L là 29. 1 là 30. Còn 1 với 2 thôi. Đen 2 chị Nguyễn Như. Rồi còn 1 với 2, 2 là cho chị Lê Thắm. M28, đen 1 cho Kim Hồng 135. Đen 1 cho chị Ngân Bình. Rồi, đen 2 chị Nguyễn Thơ. Đen 33 không có rồi. Đen 31 Thảo Trần Dương. Đen 1 cho Rinh Rinh Trần. Rồi hết chưa, hết bao đó chưa? Có một bao à, bữa em chở xe về có một bao mấy. Đâu ra. Rồi bò em M28. Đen 2 cho chị Trúc Linh Hồ. Rồi đen 2 cho chị Tuyết Nguyễn là Thảo hết nha. Size gì? M1X2S. Rồi size S có size S nữa nè. Size M28. Size S là 27. Rồi bò kèm size. Bò kèm size, bò kèm size, bò kèm size, bò kèm size. Bò lên size giúp thật. Bò S, bò M. Bò 1X và bò 2X. Đen hết rồi. Bác ghi ống ôm. Đang không còn cái nào hết, giờ còn lẽ chừng chục cái, mười mấy cái à. Em bữa nay tự nhiên đứng gió vô ta. Em mở cửa ra đi. Bò S là cho Quỳnh Vi. Rồi bò 2 cho chị Thùy Dung. Dạ, đủ size. Nhưng mà lâu lâu mới thiếu mọi người. Em đưa cái quần màu màu nâu luôn. Màu nâu mà có hai cái nút đó. Ờ đúng rồi, tôi đây sale luôn. Size S bò cho Ngọc Hà. Bò S cho Thanh Vân. 28 cho Nguyễn Ngân. 28 là M. 28 là M. Bờ 2 còn cái chị Nguyễn Hòa 135. Bờ còn M với 1 ít thôi. Bờ 2 hết luôn rồi. Cái này còn xây gì sale luôn đi, 105.000 luôn đi. Còn mấy cái xem 175 đi, M là XL, xem M tương đương 28 hay 9 mặt đục nha. Tại này có độ co giãn nhẹ. Hả? Bò, bò còn M với bò 1 ít thôi. Bờ 2 em nở hết nha. Giải của nó giống như kiểu mà em dùng ha, em nói là muslin là không phải nha, chị nó giống muslin nữa, cột đã. Bò 1 là cho chị Bùi Thị Cúc. Bò 1 cho chị Bùi Thị Cúc. Rồi nu kèm size đi, em bán 105 quần suông. Size M size M tương đương 28 29, size L 30 31, size XL là 32 33 mặc được. Rồi nu bò em M cho chị Nguyễn Hồ nè, 135. Rồi cái này là 139.000, em sale luôn với chị 105.000, tại còn mấy cái à. Xám size M cho Thúy Nguyễn nè. Đây cái quần nè mọi người. M cho Thúy Nguyễn. Rồi nè cái quần nè. Rồi L chị Ngân Bình. L cho Ngân Bình. M cho Mai Trần. Rồi M cho Huyền Trân. Một ít cho chị Đỗ Phong. Rồi cho một ít lần hả? Em mời Thúy Nguyễn. Một ít cho Rin Rin. Bò một ít còn không? Bò hết hả? Bò hết rồi. Em mời cho Vi Nguyễn. Em mời cho Lam Oanh. Bò một ít hả? Bò một ít cho Ái Lê. Còn nữa không? Rồi cho Hân Lê nữa là hết. Rồi ít teo cho Đinh Hoàng. M cho Nguyễn Ngân. L Hương Nguyễn. L Ái Lê. XL Cẩm Luyện. L Sầm Linh. XL cho chị Bùi Thị Cúc. Trời nó tư vấn vậy cho mọi người. Đó. Cho mọi người mới chính xác. Mọi người cùng còn nói em tư vấn kỹ. Hiệp Lê XL. Rồi L cho. Ủa Hiệp Văn với Sầm Linh ra bill chưa? Ý là có dán chồng không á. Nhìn coi. M cho Thanh Vân. Em mời cho Lê Thị Nguyễn.
bụng to rồi mình to quan trọng gì đâu, cái đáy nó cỡ này mà mấy chị. Rồi mấy chị thấy cái đáy như vậy mấy chị không mua nữa thôi luôn, để em mặc lên cho coi, để em coi mấy chị nó khỏi mặc em ngon vậy tới có mặt rồi nè mọi người. Ăn L em chốt cho chị Trương Tiền L 175 luôn, L cho Trương Tiền. Ca thôi mua hàng có số không có lên đơn mấy chị ơi. Lên đơn xong ngồi xin số chầu chục lâu lắm. Bữa nay mừng có cắt xong ba bơm nhẹ nhàng để tối nay lên đời. Ai cũng kêu em like cái thôi mấy chị mà không có thời gian like rồi. Giấy giấy nó về nó lầu rồi. Chưa like được đâu. Ba size ML XL 105.000. Còn cái quần đen này còn size gì em? 135 nè. Em đang cầm cái hay sao vậy? Em cầm cái hay sao vậy? Nói chứ gì nữa. Đen này 135 nè. Đen M. Đen M với đen cái đeo hả? Ai tiếp tục cái lô quần kia 135. Đen gì? M một có 2X đúng không? Đen 1X, đen M và đen 2X. Này chưa ủi chưa é gì á mấy chị, để nguyên vậy. Sắc chưa? Anh nói mấy trăm ngàn cái mà. Không tin đi mà. Không tin nào hả? Lâu lâu góp được mấy cái lô sale đỉnh. Mấy cái đầm sale đẹp lắm mấy chị. Xám L cho chị Trang Xuân 105. Ừ. Đen M, đen M có 1 cái phải không? Đen M có 1 cái nè. Đâu rồi bà Lị ơi. Rồi đen M có 1 cái cho Mai Trần. Rồi em còn đen 1 với đen 2. Còn mấy cái nữa hết lâu này. Lâu này có mấy trăm quần rồi mấy chị. Chắc được 170-160 quần rồi. Nãy giờ hết rồi đó. Nãy giờ là xong xuôi rồi đó. Bữa nào em rảnh em làm cho một bữa quần sale nữa cho. Sale là ấy lộn, sale 1X với 2X thôi. Đen còn 1 và đen còn 2. Mới nhận quần 2074 đẹp lắm. 2074 mất mạng luôn hả? Đứng máy hoài à? Hả? Sao kỳ vậy? Đứng máy nữa rồi kìa. Đang 600 mấy tục bùm thấy xuống còn 400 rồi. Đen còn 1 với 2 mạng yếu hả mấy chị? Thiệt luôn á, khổ gầu ghê á. Hết sự cố này tới sự cố. Ý là do lỗi ở đây hay là mạng chung? Bị gì vậy? Cá coi cắn nè. Mai đừng có nuôi cá coi nữa. Nuôi cá nó cắn cát. Từ rồi qua đây mạng yếu quá trời. Em nhận 2074 quá đỉnh luôn. Mệt ghê á. Đang một còn không? Đang một ăn cầm này cho hiền hiền. Nuôi chi rồi giờ nó cắn cát. Rồi còn cái này là cái gì mà em quên nữa rồi. xanh mấy em, quần gì giải vậy? Bởi vì em nói 135.000 bằng 1/3 giá thôi. Mọi người xong cái này đi, em like cho mấy chị mấy cái quần xả xong em sẽ cho mấy chị mua khoảng tầm 10 cái áo khoác của Biên Nguyễn. Tại vì chiều nay áo khoác Biên Nguyễn nó về hoặc là ngày mai. Tại vì em kêu bà là chừng nào tôi thanh toán tiền cho bà rồi bà gửi lên tiếp theo thì không biết bà có gửi xuống nữa không. Thấy thương lắm, thì nói chị có biết nhà em không, chị gửi hàng hết cho em vậy. Tại em chuyển sang nhà mới mà. Thì tối nay em đợi có khoảng 500-700 cái thêm á. Thêm á, 500-700 cái khoác Biên Nguyễn mà cái mấy chị mới nhận được màu 150 đó. Mọi người cho em xin cái cảm nhận của mọi người. Để mọi người nhận được không những là một cái áo khoác mà nó còn là giá trị nha. Rồi màu xanh này em thợ có size M. Và size xanh này là xanh hơi bị đẹp á nha. Nè. Xanh M với xanh 2. Hai cái xanh M với một cái xanh 2. Áo khoác này là áo khoác dễ mặc. Nó là áo khoác dạng cô tông, rất là dễ mặc. Nhưng mà có một cái điểm mà mọi người biết là nó giá từ xưa tới giờ nó là một giá một. Cứ sỉ khoảng 190 mọi người. Cứ sỉ trung bình 190. Rồi. Quần M xanh 2 cho chị Nguyễn Như. Rồi xanh 2 chị Nguyễn Như. Xanh 2 với đen 2. Xanh 2 chị Kim Loan. Rồi xanh M cho Nu Kim. Xanh với đen hả? Rồi giờ đen này nữa đúng không? Có một cái thôi. Một cái đen 2 nữa hả? Rồi có một cái đen 2. Xanh 2 còn không? Không, còn xanh M thôi. Còn cái xanh M với lại cái đen 2.
còn cái đen hai, còn cái đen hai đâu, còn mấy cái lẻ đưa hết đây nhanh đi, chị lên nó phát cho mấy chị lẻ lẻ vài cái cho nó biết hàng rồi tối nay tính sao ha. Tối nay ra nhẹ nhàng, hôm qua làm một bữa hàng cũng nhiều nhiều đó, nhưng mà sợ tối nay dập không nổi nhiều quá. À, cho chị Hiền Hiền đang ngay, sợ mấy bạn làm đơn không kịp nên nó không dám lai. Rồi nu này nu mấy vậy? Nu mấy mà bự dữ vậy? Đúng nu 2, nu 3 vậy? Trời ơi, cái quần đẹp. Xanh 2 đâu còn cái nào đâu. Rồi em xíu nha, để em đi kiếm. Em đi kiếm cái size. Ủa đâu, cái nó bằng size 2 không? Nó bự vậy, cái này phải size 3 chứ. Cái này phải nu 3, nu 3, nu 3. Size 33 mà ngồi 33, 34 á nha, nu 3. Có cái nu 3 2 cộng 7 4 hả? Hiện còn xám trắng với lại nu á. Đen mai không kịp. Đen em đang nhờ hỏa tóc rồi mà không kịp. Hồi bữa kêu hỏa tóc mai lỗi em chửi. Em chửi nay nín rồi. Xin em mời cho chị Ngọc Nguyễn Thị My. Chơi dùng từ chửi nặng chứ ý là nói sao mấy anh chị mai nôn chứ sao mấy anh chị mai ẩu của em. Xong gửi đi gửi về tốn tiền. Rồi. Em còn một cái màu be size 2. Còn một cái màu be size 2. Đẹp không? Trời đất ơi, size 32 á, 33 luôn á. Rồi be size 2. Rồi trắng size M. Ui trời ơi, cái này không để lại mà xin cưới lắm á. Trắng size M giống 3013 của mình ghê không? Y chang 3013 ha, trắng M. Be 2 chị mãi em. Rồi trắng M. Trắng M, trắng M, trắng M. Trắng M này thì đúng M 28 nha, còn cái trắng M kia là 28 29 mặc được đó. Cũng là một size nhưng mà em tư vấn rất kỹ tại vì nó có độ co giãn tùy vô sản phẩm. Trắng M cho chị Mai Trần. Rồi xanh, xanh gì đây? Rồi xanh 2, xanh 2. Còn cái xanh 2. Nè xanh 2 còn cái ống bứng đẹp ghê. Sai á, xanh 2. Mày không thể nào tăng sai xuống sai được. Còn cái kia kìa, cái kia tăng sai xuống sai đã luôn. Rồi xe máy. Nãy M rồi. Nu M tương đương 28, nu M. Xanh 2. Nu M. Xanh 2 cho chị Thảo Trần Dương 135 nè. Rồi. Nu M có con cái, nãy gì? Hai M của chị. Hai cái M rồi. Hiệu giải của nó. Xanh 2 em hút rồi. Rồi nu M với nu 2. Để cái đó đừng có giục vậy chị. Để cho nó vậy nè. Nhăn quần hết quần tay nè. Mấy chị về, mấy chị tưởng em bán quần nhăn nữa tội em không. Nu M chị Yến Ti. Rồi còn cái nu M với nu 2. Em đưa cái trắng đó cho chị. Đây em mặc cái trắng cho mọi người coi. Thôi mà khỏi đi, này mặc rồi bữa rồi. Còn mấy cái nữa giờ. Rồi sale cho 120 luôn đi. Trắng size gì? ML, size M là 28, 29, 30 mặc được luôn. Size L là 31, 30, 31 mặc được luôn. Tại vì sao? Độ co giãn rất khủng. Nu M Mỹ Duyên, nu 2 Hương, chị Hồng Đỗ là hết. Rồi, trắng lên size. Bán chơi lớn luôn, 120. Ai cũng mua hàng này rồi đúng không? Rồi trắng lên size M với L. Size M, cái size 30 muốn mặc cái gì cũng được hết trơn nha. Riêng size 30, nguyên cái giải này nha. Giải nãy em không nói được, giải này em Thảo mới nói được. Rồi cái này để mặc đám cưới chung với thêm. Hồi bữa em mặc rồi đó, mọi người coi thấy không? Phối với bất cứ thứ áo nào nó cũng sang lên hết trơn. Rồi trắng M cho chị Phượng Phạm nè. Còn mấy cái ở sale cho hết luôn. Hiện tại hàng này em nói là em không làm lại nữa. Không có lời luôn. Cho chị Hồng Đỗ nè. Rồi lỡ ngồi rồi ngồi luôn. Rồi trắng L cho chị Nghĩa Lê, chấm 2 luôn. M với L, hàng co giãn nên Thảo báo ký nhẹ hơn cái hàng kia tí. L cho chị Như Oanh, L cho chị Oanh Lê. Không có ý teo rồi, sầm lên M. D chấm 2 rồi. 32, 31 thì cứ mặc thoải mái cho em sao L. L chị Sang luôn. Trắng M, trắng L. Trắng L cho bé Yến. Trắng mờ cho Bình Minh. Rồi trắng mờ cho Hồng Nhung. Trắng lờ cho Tâm Nguyễn Thanh, trắng hai. Trắng lờ chị Trương Truyền.
Rồi trắng lờ chị Trương Tuyền. Trắng mờ trắng lờ. Còn mấy cái anh em xe hết đi, trăm hai. Vậy chứ mấy bữa nữa lú nữa ra. Lú nữa ra. Size 32, màu đen còn size gì đuôi chị, màu đen luôn đi. Đen còn mấy cái đó. Đen có mấy cái đưa đây luôn cho rồi đi. Rồi size 120 luôn đi. Để em coi đen còn size gì em đưa luôn. Trắng thì đi tiệc, chơi. Rồi đen có M với teo, chơi lớn luôn, 120 đi. Trắng M cho chị Nguyễn Hạnh. Mấy chị sợ màu trắng, chị muốn sang màu tàng sợ trắng không à. Rồi cho chị Lan Trầm trắng. Sang, cái gì mà sang tí Thảo. Thôi màu đen đi cho dễ phối đồ, có vậy không? Màu đen không giờ sang nữa. Màu đen nó bình thường lắm, đen nó ốm. Đen nó dễ mặc đồ thôi, chứ nó không có lạ. Đen L, ủa đen L đâu có đâu không chị Thảo. Đen M cho An Vi nè. Còn sao gì nữa? Rồi, đen M An Vi, hai cái M cho Hiền Hiền. À, cái M nè, thêm cái M nữa còn không? Còn M. Rồi, đen M cho Mỹ Duyên. Đen M cho Trọng Liễu. Mã áo phát 150 mới nhận hàng xuất sắc luôn chàng ơi. Đó, hàng đó đó. Hết tết đó, cho chị Đạt Nguyễn. Tết eo chị Xuân Dương. Em bút địa chỉ nha. 60kg mà L, mà M cũng được. Đó vấn đề, nó coi giảng mà bảo lương M. Rồi, đen M, đen L. Trắng L cho Nhi Lê. Đen M Quỳnh Phụng. Chị nhận được hàng rồi, lần đầu tiên mua hàng nhà cửa quần 2007 vốn đẹp, ưng ý, Thảo tư vấn sai rất chuẩn. Thì đương nhiên nó cũng sẽ có rủi ro mọi người, tư vấn sai không nhìn thấy mẫu ngoài nó cũng khó, nhưng mà thì cố gắng làm sao cho mọi người thỏa mãn nhất có thể, đẹp nhất, đẹp mấy chị mới đến với em. Còn mua về về đi, đương nhiên mua online chấp nhận chuyện bớt, nếu là chuyện rất là bình thường, đó là online, không thể nào mà tròn vẹn được. Mà mấy chị sẽ suy nghĩ là à mua online về phải chỉnh lại xíu chứ sao mà đẹp. Nhưng mà em phải cố gắng làm cho mấy chị 90% là đẹp, vừa đẹp. Còn tỷ lệ bớt thì cũng phải có 5-10% trong đó. Nhưng mà em sẽ giảm cái xác suất đó lại thấp nhất có thể. Đó lý do nhiều khi những cái đầm em mai, một người em mai giá cao về em bán không lời. Tại nó cùng giống một mẫu trên thị trường mà Thảo lại chọn cái giải mắc tiền hơn. Mới dựng quần lót xịn quá đỉnh, cài tóc quá tuyệt vời. Em cảm ơn chị Đan Nguyên, hôm nay không ghim được, hôm nay like bằng cái này không ghim được mọi người, mệt mỏi dễ sợ. Rồi quần M với quần XL em hết quần à, hết quần size L rồi, còn M với XL thôi. Nè, nãy giờ nói áo khoác cho mấy chị mình chưa đem là đen XL cho Hạnh Nguyễn nè, chấm hai size, chấm hai thôi. Phát 139 hả? Phát 139 màu hồng còn không? Đưa like 1 cái nữa đi rồi dẹp luôn. Dẹp để mọi người nhận hàng xong rồi em mới like tiếp. Tại hàng này em nhận mấy ngàn cái lận. Đang có teo cho chị Quỳnh Mai Sinh. Chị mua hàng Thảo nhé. Lý do bơm của chị là gì? Từ chối nhận hàng. Mắc gì từ chối em rồi về chị mua hàng Thảo nhé. Hả? Mắc cái gì? Cho gia đồng có. Tại vì hàng mà nó không có bị thiếu này thiếu kia là nó nhanh. Đang em mờ còn phải không? Cho chị Thúy Hằng Quỳnh. Đang có teo cho chị Mỹ Nhân Quách. Đang có teo còn dư cái nào không? Rồi cho chị Xuân Trầm. Xuân Trầm có teo là hết. Còn như đây nữa hả? Còn mờ với lờ đúng không? Mới nhận quần lót rồi, quá ok với quần đen nữa. Cảm ơn chị Nguyễn Liên. Tấm trắng không có chương trình, quần đen mờ còn không? Còn. Quần đen em mờ là cho chị danh Mỹ Linh. Trắng đen mờ còn không? Còn. Rồi trắng với đen mờ cho lại cơ. Lên nằm du. Giờ mà du, ta đang lên quần kêu du, du du du. Mới nhận bà ba xuất sắc luôn, cảm ơn chị Nguyễn Kèo. Cái gì? Mắt bơm quỷ mà. Yêu nghiệt, tu đi nghe. Quỷ à. Đây. Rồi áo phát này thì mọi người nãy coi like Thảo cũng thấy rồi. Đây là mã chạy quảng cáo. Em bây giờ hiện tại là em có rất là nhiều em không bỏ sỉ nha mấy chị. Không phải bỏ sỉ, bỏ sỉ cho những chị ở trên livestream thôi, những sỉ cũ của em thôi. Còn nhận riêng một mình nó để sỉ 100-200 bộ là em không sỉ.
Không, em mời cho Đinh Thị Xuyến 139.000. Sao bữa thì để bên này, bữa để bên kia vậy? Ừ. 60-65kg mấy chị mặc cũng được hết dùm em Thảo. Đủ thứ để cho mấy chị lựa chọn. Nè, M với lại L. Thảo mặc M, qua kia cũng mặc M, 60kg mặc M. Trời ơi, nói chung là nó giảm vậy đó, em kéo ra vậy thôi nhá. Thảo chạy quảng cáo với giá là 139.000 thôi. Mới nhận mười mấy cái áo nó đẹp lắm chị ơi. Cái gì? Hốt đại, ai ngờ đẹp vậy luôn. Không lời chị Nguyễn Hà, hốt đại nữa chứ. Đen nè, đen còn quần đen còn cái gì vậy? Đen còn cái M thôi. Đen M là của chị Trang Lục. Mới nhận mười mấy cái áo nó đẹp lắm chị. Em hốt đại. Ồ, tôi ghét cái từ hốt đại kìa. Sao còn cánh. Rồi, chốt giùm em Hồng. Mấy chị muốn mua size gì tùy mấy chị. 60kg muốn mua size gì cũng vừa trơn. Nhưng quan trọng là mấy chị thú mặc ôm như Thảo, hay là mấy chị muốn mặc nó hơi rộng rộng thoải mái ra. Tùy ý huynh. Sữa tắm còn 2-3 chai trên kia kìa. Sữa tắm không chị. Riêng màu này em sẽ bán 139 để lấy tiền quảng cáo luôn nha mấy chị. Lấy nó làm thương hiệu luôn. Chị mua bao nhiêu? Chị muốn mua áo của em tháng 3 năm 2022. Đã nay nhiêu? Năm rồi hả? Em thấy ghi từ chối chứ không có thấy ghi là máy bận không nghe. Em thấy chị ghi là từ chối nhận hàng. Và em biết chắc là tại vì chị sợ tốn 30.000 tiền ship của mình. Khi chị mua một mã đồ có 105.000, tiền ship tính 30 nhưng chị không nhận. Chứ không có giống như lời chị nói. Tự tắm chị Thảo Phan, sai lời chị Trần Hà. Hết teo hết rồi. Hết teo em hết rồi. M với L cho Thảo thôi. Chị nói là áo khoác của Bi Nguyễn mà đem áo khoác này xuống chi? Xanh là 145, màu xanh là 145. Đây còn cái quần này nè. Phát hồng cho chị vỏ chẳng. L cho vỏ chẳng. L cho Xuân Dương. Này còn ba cái quần lai luôn chứ chừa làm gì mọi người. Trời ơi, giày 135 đó chị. Rẻ quá rồi. L 135. Hồng L cho Hiền Bùi. Hồng L cho chị Nguyễn Dung. M với L. Em định quay video mà không dám quay. Sợ bị thiên hạ nói bán phá giá nữa. Chích nhuôn, chích nhuôn. Hôm qua định quay rồi đem lên tới chảnh suy nghĩ sao không quay đem xuống đó. Chị Nguyễn Kiều đang L 135. Phát hồng xem mời chị Diễm Tina. Rồi, quần size S được một cái, trong bên tay em 7. Giống như em là quần xám S. Ai nãy giờ kiếm S không ra nè. Rồi, xám size S. Xám S. Khoác của Nhật. Áo khoác này. Đen L hết rồi, còn xám S. 274 chưa có hàng. Chị mới nhận áo khoác Viên Nguyễn, chất đẹp khủng khiếp. 15 cái áo giá 79 mà đẹp từ kiểu đến giải. Từ ngày viết shop Thảo Tô ở gì tốn rất nhiều tiền nhưng shop online gì shopping online nhưng mà rất mỗi tuần rất vui. Em cảm ơn chị. Chị Ngọc Nguyễn Thị My mua quá trời mà mua vừa đủ dùng thôi chứ mua chi dữ mấy chị, vừa đủ thôi. Mua tặng, mua biếu, mua cho thì mua nhiều tí hoặc là mua bán nhiều tí. Ơi còn cái màu xanh ngọc, còn mấy cái thì đưa đây luôn đi. Còn mấy cái thì đưa đây. Rồi cái nào xanh hồi nãy mấy chị kiếm nè, màu xanh đẹp nè. Còn cái nữa nè mấy chị, xanh M, xanh đẹp, xanh M với xanh 2X nè. Chị nào hồi nãy mua xanh đẹp không ra. Nè, chị nào nãy mua xanh đẹp mua không ra đâu. Rồi xanh đẹp 135. Size M với lại size 2X. Size M với size 2X. Xanh đẹp. M cho chị Mai Trần 135. Xanh 2 cho chị Hồng Thắm là hết. Ở đơn hàng gọi offline giùm em, cảm ơn. Thì nào chốt rồi thì chuẩn bị đi, hoặc là đang đi, hoặc là sẽ đi, hoặc là sắp đi. Còn xe 2, xe 3 hả? Rồi. Đây, chuẩn hàng nha mấy chị. Rồi em mới dặn là giờ có nhiêu là để hết cho Thảo luôn. Em cho mọi người cảm nhận được hàng 120 nó như thế nào. Rồi bữa là em có quay một cái bữa video cho mọi người coi. Để em mặc cái màu, cái mẫu mà nó nhiều nhất nè. Xám S nãy có chưa? Cái mẫu có cái viền này bỏ riêng à. Mẫu có cái viền bỏ riêng ra. Nhìn nè, cái mẫu có cái viền, em nhìn ở dưới cái viền của nó. Rồi xám S Ngọc Hà 135.
tại vì nó khác nhiều tí xíu, còn cái này nó không khác, nó chỉ khác cái logo ở đây, nó khác đúng logo ở đây. Em bán vậy chứ chiều nay nó về tới gần 1.000 hàng nữa. Trời ơi, từng cái khóa nè, mọi người thấy không? Bởi vậy em nói sao mà khách em không mê cho được, em còn mê mà. Nói chung là em cũng không phải gì hay, em đâu không tự sản xuất được, cái là quý nhân phò trợ. Vàng 2, vàng 3, hôm bữa Thảo không có dám bán như thế này mà Thảo phải mặc từng bộ, từng cái lên. Sau khi mặc từng cái 2 tiếng đồng hồ thì Thảo để cho khách hàng biết là ừ, nó giống nhau về form, nó giống nhau về chất, nó giống, nó chỉ khác nhau những cái họa tiết nhẹ nhẹ như thế này. Từng cái họa tiết của nó như thế này. Em bán 150. Em đang bán cho mấy chị những thứ mấy chị dùng hàng ngày. Bạn 2 cho chị Nam Thùy 150, bạn 2 Nguyễn Huyền, có bạn 3 nữa. Vàng 2, vàng 3, đó, giờ em mới dám bán cho mấy chị theo size. Hết vàng 1, ai chị nào, máy bị gì rồi, đang lưu nữa rồi. Bấm bảnh được không? Vàng 2, 3. Mọi người coi cái chất của nó là mọi người tiễn nẻn. Vàng 2 em chốt cho chị Quỳnh Thi. Bảo hiểm gì đây, mua hàng không cho số chị. Cái lộn mua hàng sao không chốt đơn giùm em với. Rồi size 2 là cho chị Nhã Phương. Em cho mọi người coi cái này. Bữa nay nó về tiếp mà. Mà tại Thảo bán rồi ý. Mà Thảo nhập thêm nữa là mọi người hiểu rồi. Bạn 3 chị Nguyễn Vinh, 3 chị Nguyễn Vinh, 3 chị Thành Phát. Đó, nó khác cái chữ này thấy không mọi người. Rồi 60 tới 2 cái vô tư. Nón tháo rồi ra được. Chất của nó là cô tông xước chứ không phải cô tông mình, cô tông của mình bán từ trước giờ đâu nè. Nhìn thấy không? Đường mai, mũi chỉ, dây kéo, dây kiếp, nhìn cái khóa của nó nè. Có 150 một cái thôi mọi người. Rồi nhìn ở mặt số 2. Nè, theo, nón tháo rồi. Nón tháo rồi được, thích tháo không thích để. Đó, họ đang mặc số 2, thấy không mấy chị? Rồi, size 2 với lại size 3, bằng 2 bằng 3. Mới nhận áo khoác đó đẹp lắm nữa. Để em nói là từ từ. Hồi bữa khi mà em bán áo khoác đó là em nói với mấy chị là em đã nói với nhà đò là em sẽ nhận thêm. Hồi bữa nay em nói đúng không? Cho chị Trâm Quỳnh. Một công ty như vậy nó làm ra hàng biết bao nhiêu đó chị. Nhưng mà nó chỉ bỏ mối lớn đúng không? Bạn 3 chị Huyền Nguyễn 150 bạc. Bạn 3 chị Huyền Nguyễn nè. Bạn 2 chị Xuân Thùy. Bạn 2 chị Nhi Lê. Bạn 2 với bạn 3. Rồi Hồng. Bạn 3 cho Dương Nguyễn. Ở nay về tiếp. Bạn 3 cho Thơm Lê. Lê Thơm. Áo khoác 150 này đẹp lắm. Cứ mạnh dạn chốt nhen. Cảm ơn Lê Thảo. Bạn 2 cho Trang Xuân. Bạn 2 cho Hồng Nhung. Bạn 2 cho Lan Thanh. Bạn 3 cho Thu Kim. Hết size hết vàng hả? Hết vàng rồi mấy chị. Hết vàng 2 rồi. Kenly 2. Cái lộn Kenly 3. Bích Trâm Phạm. Có một cái vàng 1 nè mấy chị. Tí xíu cái đưa để đưa lên kệ sắt rồi mà. Vàng 3 chị Nguyễn Nhân. Em hết vàng 2 chị ơi, còn cái vàng 1 với cái vàng 3 thôi. Bán hết rồi. Bữa lấy 3 cái rồi ưng hết sức nay ngồi xem đỡ ghiền. Không, em nhiều khi có lý do em bán ế lắm chị. Nó ế mọi người. Giải coi giãn được 10 tí nha mấy chị. Chị Di Lê vàng 1 nè. Rồi còn vàng 3 nữa thôi. Chút sắc thật ha. Để cho em đông khách nữa em lấy nữa. Hồng lên size. Hồng 1, hồng 2, hồng 3. Hồng 1, hồng 2, hồng 3. Giờ em mặc hồng 1 nó ôm da, ôm người em đẹp lắm nè. Vàng 1 em hẳn hóa rồi. Không còn vàng 2, vàng 3 duy nhất vàng thôi, size 3 thôi. Lai này lai quần lắm mà tại em ngựa ngựa. Đó thấy chưa. Ướp sắc chưa. Rồi. Hồng 3 cho Huyền Nguyễn. Rồi. Hồng đủ size 1, 2, 3. Hồng 3. Vàng 1 hết trơn rồi. 150 mà mua được áo khoác này. Hàng công ty, không phải hàng thị trường. Dùng từ thị trường không phải. Ý là nghĩa là không phải đại hàng mà kiểu mà chạy thời ấy. Hồng 2 cho Kenly.
đó thở hồng, hồng một với hồng hai giống nhau không, giống chị. Hồng một em mặt đẹp hơn, hồng một với hai cây nghi lê đó, chị khác cái họa tiết này rồi. 150 cái, 150 cái thôi em ơi mà. Coi livestream giùm em chị Diễm, hồng một cho chị hồng đào, rồi hồng ba cho Lê Thơm, hồng ba cho bé hai. Rồi coi live mua hàng giúp cháu nha, 1, 2, 3 túi trong túi ngoài đầy đủ. Rồi mới giải hàng hồng một, hồng hai, hồng ba. Hồng ba chị Thu, hồng ba chị Nguyễn Thu, hồng hai cho chị Quỳnh Uyên. Mai em lay áo mọi người, mai em lay áo. Rồi cho em xin hồng một, hồng hai, hồng ba. Hồng hai cho chị Tâm Nguyễn Thanh. Ai kêu bữa không xăng chung quấy chi giờ gắn chịu. Thiên Lý gọi điện xử lý đơn hàng gì nào. Đỏ còn ít rồi mấy chị, em lai cái đỏ nữa rồi em ợp nha. Lai cái đỏ với là có mấy chục cái lẻ ở đây nè. Thiên Lý gọi điện xử lý đơn hàng gì nào. Rồi đỏ kèm size. Hồng ba cho Kha Phương. Kha Phương nhận hàng giùm Thảo chưa vậy chị Kha Phương? 8 cái này à. Kha Phương đi chữ chú ý vào cái tờ xíu một cái. Chị tính tiền đưa cái 8 coi đơn coi bữa đơn tháng 8 xong. Rồi đỏ cái nữa nghỉ nha. Đỏ kèm tay giúp Thảo. Nón thích tháo tháo. Để đó bắt chưa, giờ tới mùa này nó nóng rồi chị. Mọi người mua hàng coi livestream giúp em nha. Rồi cho em xin đỏ đừng có. Rồi tí mày màu đó ra cột gút cột kéo cột đủ thứ. Đỏ ba chị Ken Lê. Hương Nguyễn xả cái vàng ra, em nói ngay từ đầu Hương Nguyễn không có cái vàng nào hết đó. Đỏ một chị Mai Xuân, em nói ngay từ đầu rồi mấy chị chịu đi, mấy chị lên đơn giùm em nhé. Đỏ ba chị Kenly, đỏ một chị Quỳnh Mai Xuân. Kenly đỏ ba, đỏ một Quỳnh Mai Xuân được không có đỏ một rồi. 1, 2, 3 cho Nhi Lê. 1, 2, 3 cho Nhi Lê, đỏ ba cho chị Tâm Nguyễn Thanh. Đỏ lên size giúp thật. Có mấy cái áo lẻ xong nó em lên mấy cái áo lẻ nữa nghỉ. Quần em còn cái màu đen nè, tay của nó để cho xe ép, đen xe ép nè. Đó hai cho Hà Trần, đó ba cho Trần Hà. Rồi đen em có một cái xe ép em bán lẻ cho mấy chị 90 đi, có một cái nè. Vàng ba cho Sang Sang Lu. Rồi đen xe ép bán lẻ 90 nè, có một cái mình ơi nè, 90.000 đen ép. Nè chữ của nó dày đó tùm lum vậy đó chị. Mũ bảo hiểm Hoàng Anh, bữa trước chị mua sao bên em inbox địa chỉ mình không có cho em địa chỉ đi hàng vậy chị. Rồi đen xé cho Yến Phi, đỡ ba cho Nguyễn Ngon. Rồi đưa thêm cây lẻ nó đây, đưa thêm cây lẻ nó đây nè, đỏ đẹp lắm. Em phải like mấy tiếng đồng hồ này mấy chị thấy không, xuất sắc. Đỏ ba cho Giang Lê, không còn gì để suy nghĩ để diễn tả luôn á. Em nói mê nhìn mà nhập chưa quá trời rồi về tồn. Rồi bữa nay em bán nữa là 2 tuần nữa mới like nha mấy chị về. Rồi bây giờ em sẽ like hàng xã, hàng này ở đâu ra mà dữ vậy, bữa thiếu bán ở đâu ra dữ vậy hả? Ý là tao biết rồi nhưng mà hàng này là thiếu bán mà sao giờ còn ở đây, nó nằm ở đâu mà sao không đưa bán mà để đâu vậy? Ý là hàng khác đè lên rồi không bán hay là hàng gì? Như cái này là xả hả? Khách quen mua không có mà mấy chị. Rồi em xả 3 cây hàng lẻ này hết lót xu rồi. Rồi 60 đó lần tí. 135 đỏ 1 cho Hồng Diễm.
Rồi cam, cam 135 một cái. Hai cái mấy chị. Trời ơi, dày 135. Cam 135 hai cái nè. Rồi. Rồi xanh. Trời ơi. Lỡ rồi, xanh 135 luôn nha. Đồ anh ấy à, nghỉ mà, đi sớm mà. Anh ấy à. Trời đất ơi. Thấy rồi sao rồi? Nghỉ, nghỉ được không? Được. Tắt chưa? Được. Rồi cam cho Tâm Nguyễn Thanh. Xanh là cho chị Linh Lê Thúy. Hàng này là hàng trẻ, hàng Nhung. Nhung mà Nhung mấy nha, Nhung lì với nha, cái mặt Nhung, Nhung mặt ấy luôn nha. Mùa đông giá rét không em. Rồi có cái màu vàng có nón bán luôn cho 145 đi. Vàng có nón bán 145. Ừ, vàng nón bán 145. Hồng nón, em Dũng sắp có mang lên thiết kế. Tí hàng về chụp mẫu hồng 150. Ôi là trời. Như cái nào cũng vừa. Vàng cho chị Hồng Châu. Hồng 150 giúp Thảo. Thả chua. Đây đen. Rồi đen nón trăm, đen lửng 145 đi, đen lửng 145. Cam vàng hết rồi. Cam 135 luôn giải nè. Rồi hồng cho chị Quỳnh Mai Xuân. Em là chuyên áo khoác quần với lại áo là lại thổ lao riêng về chất lượng. Hứa luôn. Cam 145. Đấy là cam 135. Trời ơi có cái màu bò nữa này mới thiếu. Hồng hết rồi, đang lửng 145 đi chị Nga Thu. Đang lửng 145. Cam 145 cho Nu Kim. Cái cam nè, mới dựng gì xuống giờ. Nè cam cam cam. Rồi, đưa lại cái bò cho em. Rồi, còn bò 135 luôn. Đưa 135. Cái này cái gì đây? Hồng nón với nó ơi, hồng nón. Rồi hồng nón 100. Hồng nón lẫn bán cho mấy chị luôn 145, 40 đi. 140. Nó còn mấy cái lẻ này em sale cho cuối like cho. Ờ đen hết rồi. Cái gì? Vậy sao cái này không để chung với cái đó mà tách cái này ra? Rồi đem cái mẫu này ra coi có giống không? Đen hết rồi. Coi like mua mà em chị ơi. Hồng lũng cho chị Nga Thu. Rồi Nga Thu hồng lũng nè. Nhi Nguyễn hồng lũng nè. 140 chứ sợ hết. Rồi nó lúc không có nhà tôi nó có dấu dấu nè. Vàng trăm rưỡi một cái. Bò 135 chị Tâm Nguyễn Thanh. Rồi vàng 150. Giờ kiếm không ra luôn mấy chị. Vàng 150. Trời ơi là vàng. Không lẫn hết. Vàng cho chị bé Nguyễn. Rồi vàng 135. Vàng 135. 60-65kg cũng vừa nữa. Vàng nón hết. Vàng 135. Vàng còn cái nè, vàng nón cho Mimi. Dạ chất liệu là vải chị. Rồi cái này là hồng ruốc. Cái đó mới dục vàng 135 có ai chưa? Chưa. Rồi cho chị Phượng Trần. Đọc mã nào em để mã đó chị Như Kim ơi. Rồi phát hồng 150 giúp hả? Phát hồng 150. Rồi cái này mọi người lên giùm em màu ruốc đi. Cho nó tắt kia hồng đậm còn này à. Vàng 135 hết luôn phải không? Rồi 135 em hết rồi. Rồi hồng trăm, ruốc. Tại nó sợ trụng kia hồng này ruốc. Hồng với ruốc áo khoác em nắm cả nhà.
đi sáng sớm không lạnh hai da, nhưng mà lại không nóng, không lạnh nhưng lại không nóng mọi người. Hồng rút cho Hồng Nhung 150 nè. Em 71kg vừa luôn á, 20 cái áo khác nhà Thảo rồi. Dữ, dữ. Hồng cho chị Trinh Ngô Thúy bò 150, bò bò. Bò, một em bò. Hết rồi, đúng rồi, cứ đẻ đẻ ra. Còn đó là cái gì nữa chị? Con cá màu đen. Bò cho Lê Hạnh. Rồi, con cá màu đen 150. Đen. Chị ơi, mấy chị mã nào là em chốt mã đó, chứ mấy chị đừng có nha em nữa, đừng có hồng đậm hồng gì, chị ghi là hồng rút chứ chị không ghi hồng đậm. Mà hồng rút là hồng nhạt hơn, còn hồng đậm là mã hồng. Mấy chị ghi vậy rồi mấy chị nói em gửi sai là không có sai nha, của chị là đúng nha chị Hồng Nhung ơi. Của chị là đúng hàng, còn chị xả là em không chịu xả đâu. Đang nói cho Nu Kim. Nu, chị Hồng, chị đó là không sai, còn kêu chị em xả là em xả lên hàng của mình luôn. Nhận được 6 quần 2075 đẹp xỉu luôn rồi, phải nói là xuất sắc luôn nha Thảo. Cảm ơn chị Nguyễn Hòa đó, mấy chị rõ ràng không sai. Mà mấy chị cứ gọi nhận hàng về, gửi cho em sai hàng rồi chị ơi. Không có sai nha, nếu mà chị kêu em xả cho chị. Nhưng em xả chắc chắn em sẽ không bán lại. Vậy đó, thà em khó mà đúng, cứ không, không thể linh tinh được mấy chị. Không thể vì chiều khách hàng mà làm hàng xong rồi không có nguyên tắc gì hết trơn là không được. Bé Nguyễn Căm nó. Thà họ bán ít chứ họ không thể nào mà để nấu một đường làm một nẻo được. Mà đâu có gì họ cũng nói với mấy chị trước khi, trước khi mà em ví dụ như em bán hàng mà lẻ sai lẻ đồ em cũng nói, hàng sale em cũng nói lý do em sale. Mấy chị mua hàng đúng mã em dục, chứ không thể nào mà sai mã, đúng mã mà nói em sai em không có chịu. Rồi vàng 145 đi con cái à, vàng 145. Nó không có nóng mà lại không có lạnh luôn. Vàng cho bé Nguyễn. Vàng xuông. Rồi vàng xuông. Vàng đại đó, ai mặc cũng được á. Rồi chị chịu không chịu, không chịu thì nói em nha. Rồi vàng xuông. Vàng xuông 65-70kg, cái này là dạng giống mặt xuông, thích mặt to. Vàng xuông 145. À, đưa cục cô Tâm nó lên đây luôn đi. Vàng xuông. Dạ em có sai như chị Hồng Nhung nên không phải là thâu em để đi, mà chính xác là mẫu đó chị comment đúng và em để đúng. Vàng xuông cho Ngọc Ngọc. Rồi cái này Ngọc được 2 kiểu. Thích thì gút, không thích thì thôi. Một là mặt xuông, hai là mặt bo, tùy hứng à, mở gà. Đi đi ăn cơm hay nấu cơm? Mua đồ ăn rồi. Ông mua ăn rồi, ham ý, tự để tủ lạnh chi chờ. Cái đồ cha nó nhiều dầu mỡ, để tủ lạnh nó đông rồi ăn tí nó ngán. Rồi, mỡ gà. Mỡ gà 145 luôn cho đồ đi, hồi bữa. Hồi bữa 150 không đủ hàng bán rồi hả? Chưa, nó cất nó giấu kinh lắm. Mỡ gà cho Lê Hạnh, mỡ gà cho Nguyễn, mỡ hà cho Hoa Nguyễn. Rồi, như đây nó nghỉ đi. Này là siêu, siêu lạ, siêu đẹp. Size 1X, 150 hết nha. 1X là 55-57-58kg đều vừa hết. Rồi, chị nào 45kg độ lên thì mua 1X nha. Này, mặc đi cho coi. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Rồi, màu hồng 1, xanh 1, hồng 1, xanh 1, tím 2, rồi hai hồng 1 á, hồng 1 với hồng 2. Cái gì không có đơn mà hai người ngồi chờ tôi vậy trời. Hồng 1 với hồng 2. Hồng 1 cho Như Lê. Còn cái hồng 2 nữa nè. Còn cái hồng 2. Rồi, xanh 1 cho Ngọc Nhi. Hồng 2 cho chị Nguyễn Hòa. Còn cái tím, tím mấy em đặt con quên. Tím 2 cho Nhi. Còn cái này nữa.
tím ba rồi hết rồi, nghĩ đi nay xả được cục bơm nó khỏe con người đờ nó đẹp từ hồi xả xong bơm. Xả đó vậy 4 ngày xả 1 lần, nếu mà nãy làm biến là nghỉ rồi. Dạ không nha chị Nu Kim, xả em xả hết đơn hàng của mình, đồng ý thì báo em ha. Mấy chị mua hàng á, mà bill của mấy chị nó ra bằng máy, nó có ra bằng tay đâu. Tụi em có làm bằng tay đâu, em gặp đơn mà sao làm bằng tay được. Mấy chị cứ đổi xả lộn hàng à, cũng được gì đâu. Cái Thảo mắc gì không đổi, mấy chị có con cái mà làm khó mà người chi, tụi em làm không được chứ. Làm lộn hàng hết. Rồi cho chị Nhi Lê, rồi nghỉ. Bên em xử lý đơn tuyệt vời lắm, nghe lần đó giao lộn đồ cho chị gọi lên nói bên em kiểm tra lại và cho người thu hàng về tại liền. Chị cứ sợ không bán hàng lại cho chị không, làm lo lắng mình chết. Mãi ủng hộ em. Trời ơi, trước khi muốn nói gì phải coi lại mới nói linh tinh. Mọi người biết sao không? Bởi vậy em mới rất là ghét những chị xả đơn, xả hàng rồi đổi. Là vì bên em kế toán phải ngồi coi lại like rất là lâu. Nhưng những trường hợp mình chưa biết ai đúng ai sai thì buộc lòng bên em phải coi lại like. Còn cái nào mà tụi em đúng á thì tụi em nhận về và cho chắc chắn vô cho danh sách đỏ. Còn tụi em coi lại like, tụi em thấy tụi em sai thì tụi em phải nhận lỗi của mình và xử lý làm sao cho im đẹp nhất khách hàng. Người ta đã thiệt thòi, người ta nhận hàng không đúng là thiệt thòi rồi mà mình còn không xử lý đẹp nữa thì nó mấy chị không tồn tại được. Bởi vậy em nói mấy chị đừng đổi, đừng xả, mua thì chắc tay bấm cái gì thì cho nó chắc cái đó giùm em. Tại vì khi mà đổi hàng, xả hàng nó sẽ liên quan tới cái vấn đề. Ví dụ như like xong đi hàng liền thì mấy chị muốn xả rất là đơn giản. Nhưng like xong còn đợi gộp đơn nữa rất là khó, bởi vì có một cái chiến dịch riêng dành cho nó. Và hàng là đổ chung với nhau. Ví dụ như 1.000 người đổ chung 1.000 người đó luôn. Và 1.000 người có người mua ít, có người mua nhiều em cũng đổ chung vô luôn. Thì khi mà đổ chung như vậy nó sẽ gặp rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như em nói, nó không đi theo tên mà nó sẽ đi theo mã. Và khi mấy chị hủy một mã ở trong tin nhắn của mấy chị, nó có ở trên bill mấy chị có, thì kế toán á, người ta không thể nào mà để ý từng cái được, thì bắt buộc ở bên khâu tính tiền họ sẽ tính vô. Và họ cũng không biết mấy chị đổi gì trên line. Nên khi như vậy thì người ta cũng lấy cái cũ của mấy chị cũng như không. Nhưng mà khi mà Thảo đã nói là ok chị em cho chị đổi mà nhân viên tính tiền không đổi thì cũng vậy thôi. Bởi vì em kêu là em không thể làm, tại vì bên em xử lý theo từng khâu. Muốn gộp đơn cho khách hàng thì phải có những cái yếu tố. Em dùng từ là phải làm việc khoa học lắm thì mới gộp đơn tốt cho khách được. Còn không có khoa học không làm được. Cả vài trăm người, có 1.000 người mỗi lần mà mấy chị sao mà không nhớ tên cho thấu. Cái đám cưới có 500 người lo còn không xuể nữa, chứ đừng nói là cái live stream. Đó, 1 tiếng đồng hồ phục vụ cho 1.000 người mà còn gộp đơn nữa. Cảm ơn mấy Nguyễn Hoa, bye bye mọi người. Chứ mấy chị cứ nói Thảo Kỳ Khôi hoài Thảo cũng buồn hết chứ. Ai không buồn, người ta nói mình nặng nhẹ mình không buồn sao được. Nhiều khi buồn bán tại vì 10 người nói trong 10 người 9 người khen 1 người chê thì thôi đó không có tránh khỏi, từ từ khách hàng sẽ hiểu mình hơn. Và em nghĩ là mình làm gì mình cảm thấy mình sai thì mình sẽ cố gắng chỉnh. Em dùng từ cố gắng chứ không thể nào, tại ai cũng nghĩ mình đúng mà. Rồi Thảo sẽ cố gắng Thảo hoàn thành tốt hơn, phục vụ tốt hơn. Nhưng mà cái nào đúng thì phải giữ lại. Mà có những cái nó khó khăn để thay đổi lắm, khó lắm. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách mấy chị muốn xả đổi, em xả vô cùng dễ luôn. Đừng cho em gặp like là được. Ví dụ bán giờ đóng hàng cho đi, tối nay bán đóng hàng một đơn riêng, trưa mai bán đóng hàng đơn riêng. Còn bây giờ muốn đơn này dồn với tối nay, dồn với trưa mai thì không được xả đổi. Đó vậy đó. Thôi ngày nói tí thì dặn là sẽ thấm từ từ, chứ giải thích nhiều mà chị không hiểu như vậy buồn.